nó mẫn nở rần rần. Đón Việt Kiều có khác. Anh hai trời ơi, hoa vẫn còn chờ đón. Ô, anh hai về. Em. Anh. Gì? Sao mùng 1 Tết không về? Em mặc cái bộ dài từ mùng 1 tới nay chưa tắm luôn á. Trời đất ơi. Mười mùng luôn rồi. Mà hôm bữa bạn bè tới đây đông lắm mà sao anh hai không về ngay mùng 1 Tết? Tao thất nghiệp về giờ nào là không được. Thế nhớ. Nhưng mà cẩm nang du lịch Việt Nam có dạy. Dạy gì? Việt Kiều khôn ngoan không bao giờ về đúng ngày Tết. Sao vậy? Tốn tiền nhiều tiền lì xì lắm. Sao giờ anh keo kiệt dữ à? Mẹ nói vậy là quan cho tao rồi đó nha. Tao kẹo từ hồi nhỏ chứ không phải giờ mới kẹo đâu. Bởi vậy lấy bà nào bà cũng bỏ hết trơn. Nhưng dù kẹo cách mấy, về đây anh vẫn có quà cho em. Cái gì vậy? Đây, 30 ký cherry hàng cao cấp. Trời ơi, dân Việt Nam mà được 30 ký cherry là phải hát liền. Cái này mới đúng là anh cho em mùa xuân 30 ký cherry bò trong cái vali. Mày định hát nha, nhức đầu quá. Ủa vậy hả? Bởi vậy em hát karaoke sớm mắt em tắt hoài. Sao rồi? Dạ? Cái chuyện mà anh nhờ em làm tới đâu rồi? Trời ơi, anh hai đã nhờ rồi là em phải làm chu đáo nha. Ừ. Em định đi ra ngay chỗ mà tìm bạn bốn phương hoặc là làm mai á, em đăng ký cho anh, nhưng mà em nghĩ rồi, trước sau cũng đưa tiền cho chúng ăn, mà ngày xưa em làm thư ký với chồng em biết tẩy người ta rồi. Ừ. Cho nên thôi, em nhận cái việc làm mai này luôn, người ta được gọi là trong cái tứ ngu đó. Tứ ngu là cái gì? Ông bà có câu làm mai lãnh nợ gác cu cầm chầu, tứ ngu. Làm mai lãnh nợ thì anh biết. Ừ. Nhưng cái gác cu thôi chưa biết. Ông đang nghĩ gì trong đầu ông vậy? Tao đang nghĩ cái mày đang nghĩ đó. Ây bà, gác cu cầm chầu đây là cái con chim cu mái á. Ừ. Hiểu không? Ừ. Người ta mới để người ta lưới lại chứ không phải là cái lồng nha. Ồ. Anh muốn bắt được cái con chim cu đực á, anh phải để nó. Nó có tiếng gáy kỳ lắm, hiểu không? Gái cái sao? Giống mái nó có cái tiếng kêu kỳ, nó cứ cái ghê vậy? Cái con chim cu đực á, nó mới bay tới, người ta mới chụp lưới, người ta bắt được con chim cu đực. Ủa? Hiểu không? Người ta gọi là gác cu. Ừ. Gác cu là mình ngồi im vậy nè, hiểu không? Nhìn con chim nó hoài luôn, không có được đi đâu, không được tắm rửa ăn uống gì trơn á. Cho nên ta gọi là tứ ngu. Nó cũng giống như làm mai vậy đó. Hở làm mai mà được hạnh phúc á, người ta không ai khen hết trơn, mà làm mai mà thất bại một cái, có chuyện gì nó lôi mình ra nó chửi, hiểu không? Yên tâm, mày làm kiểu gì cũng được, miễn là có hiệu quả là ok. Hiệu quả chứ, em đã viết rồi, em viết một cái tờ giấy ha, chỉnh chu hết trơn, em sửa từ chữ em mới để lên trên mạng. À. Trời ơi, nó giật sập trang mạng của em luôn. Mày viết cái gì mà dữ vậy? Ừ, em viết phải, mình phải giật tít liền. Sao? Em đề vô liền là thanh niên 60 tuổi. Chữ nghĩa mày sao vậy? Sao vậy? Thanh niên tức là tuổi đôi mươi. Thanh niên gì mà 60 mày? Thì bởi vậy anh phải giật tít như vậy đó, gọi là giật tít đó, ở Sài Gòn mình nó ghi vậy, hiểu không? Là mình phải nói vậy cái người ta sốc, người ta vô người ta coi. 60 tuổi là thanh niên sống lâu năm. Đề ở dưới nè, Việt Kiều Mỹ in đậm. Xong còn đề thêm chữ nữa, chán ăn McDonald's. Thèm mắm ruốc Việt Nam. Là sao? Cái mắm ruốc á, hồi hồi á, chấm xoài mút 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 nè, hết rồi mắm ruốc mà còn miếng xoài đó. Nói nghe không có cao cấp gì. Mày phải nói là tìm bạn gái quê nhà. Có rồi, em ghi rồi, mọi giới tính đều được tham dự. Trời ơi, mày nói vậy bóng gió ô môi nó nhào vô là chết cha tao. Đang thời của mấy đứa đó, cứ ghi vậy đi, nó vô nó chửi. Trong lúc nó chửi là có càng nhiều người coi là càng thành công. Mà em có mở ngoặc rồi, phụ nữ từ 13 tới 53. Bỏ đi, dưới 18 tuổi lỡ tù đó mày. Anh kiếm bồ chứ đâu phải kiếm vợ lấy liền đâu mà sợ. Anh cứ giật tiếp là 13 đi chứ 53 đi, hiểu không? Rồi mẹ của những đứa 13 nó vô nó chửi anh. Trong lúc nó chửi tan nát thì mấy bà mà chưa có chồng á, mấy bà mà gọi là mẹ đơn thân đó, single mom đó, bà vô trong lúc bà chửi tan nát thì cũng ít nhất cũng phải có 5-70 bà, hiểu không? Đồng ý làm giấy tờ giả với anh. Nè, mày thêm cho tao cái này. Thêm gì? Ưu tiên thì những cô gái mồ côi, không cha, không mẹ, không anh, không em. Nó nghe nè, sao tự nhiên anh thương trẻ mồ côi đột ngột vậy? Thương mẹ gì? Tao sợ bảo lãnh họ hàng nó qua lắm. Anh sống có đạo đức ghê vậy? Nè, cái tôi thiệt tình tao nói mày á, tao về đây lần này á là tao không có nhắm kiếm vợ hay là bạn gái. Biết rồi. Tao chỉ nhắm kiếm tiền thôi. Biết rồi. Mày kiếm đại mà con mẹ đại gia nào sồn sồn đó, chịu khó chi tiền cho tao làm giấy tờ giả đưa qua Mỹ. Ý ghê quá à. Anh giống như bán thân vậy. Trời ơi, bán thân thì được giá tao mới bán chứ mày. Thân tao như vậy đâu tính giá bèo được. Thôi thôi, thân anh bộ ngon. Ê anh. Gì? Anh yên tâm đi. Nói gì nói chứ hôm qua tới giờ em kiếm được cho anh hai người. Hai người rồi. Dạ, hẹn hôm nay tới đây. Ừ. Mà em chỉ hỏi anh lý do nè, tại sao nhà cửa em, gái anh, gái ruột đây sao em không, anh không ở với em, anh ra khách sạn ở làm gì?
Chồng mày đâu có ưa tao. Làm gì không ưa anh? Hồi xưa nó ưa chứ bây giờ nó thù tao suốt đời. Mắc gì thù? Tại tao xuống nó lấy mày đó. Mắc gì rồi lấy tôi rồi nó thù anh? Lấy tôi hiền lành dễ thương vậy mắc gì thù tôi? Mắc cười quá đá cổng điên về không biết tôi. Thôi mày ơi, tao giỡn thôi, mày làm mày dữ vậy? Tại vì sức khỏe tao lúc này xuống lắm, phải không? Đêm tao ngủ không được, thức dậy hoài à. Mà sao ở nhà tụi bay vậy đó, tao lục đục nửa đêm, tao sợ tụi bay ngủ không được. Anh bị cái gì? Tao không biết nữa, mà lúc này sao mấy tháng nay tao đau lưng quá trời luôn. Đau cột sống hả? Không biết. Nè, cho mày coi. Cái gì đâu, dở coi coi. Trời ơi, sao lông bát mày dán 6 miếng luôn hả? Trời ơi, có dán xuống đít luôn không? Mày ơi, cái nhỏ này vô duyên. Anh em với nhau mà, nhỏ tôi với anh cũng tắm chung mà, nó nghe đã anh hai. Sao anh bệnh nặng dữ vậy? Cái lứa tuổi của anh bây giờ mà dính đến cột sống á, mà cái mặt của anh mà giờ ngồi xe lăn là về Việt Nam chỉ có bán vé số à. Thấy thương quá à. Anh ơi, anh bị vậy rồi nó có bị đau xuống xương cụt luôn không? Xương cụt là xương gì? Cái xương cuối cùng của cái con người đó, mà nếu như loài chó là nó mọc cái đuôi đó. Tao tát mày chết rồi mày. Sao vậy? Mày coi tao như chó. Trời ơi, năm nay năm tốt mà, phải dí với chó chứ, còn mình là cái xương cụt đó. Anh ngồi có bị đau, có dán đó không? Có, tao dán tuốt cái này lận. Dán vậy con nào ăn mà không ải rồi dán vậy đi được không? Sao mày hiểu chuyện hả mày? Không phải, em sợ hư toilet lát ngồi nhớ lột ra á. Con nhỏ này hà tiễn gì hà tiễn kỳ cục. Ờ bây giờ bệnh mà bệnh gì kỳ cục chứ bệnh mà. Tao nói cho mày nghe, tao bây giờ trên 50 rồi, phải scan đủ thứ. Nào là CT scan rồi MRI. Phải chạy qua một cái máy ha, mà từ đầu tới chân là nó biết mình bệnh gì hết. Nhưng mà ngặt cái bên Mỹ bây giờ nó khó khăn lắm. Bảo hiểm á thì phải chờ, hẹn lâu lắm. Mà tiền mặt thì tao không có đủ. Anh khám bên Mỹ làm chi? Sao? Cho bây giờ ai người mấy người mà có tiền á, Việt kiều rồi gì người ta về Việt Nam mình nghe Bình Tân nè, có cái bệnh viện lớn xịn lắm. Bệnh viện Bình Tân lớn lắm hả? Bệnh viện gì? Bệnh viện CI hết. Nghe tên thấy ghê vậy mày. CI có nghĩa là chữa bệnh sẽ hết đó. Đây nè, hôm bữa vợ chồng em mới kéo khám nè. CI. Trời hết. Ơi bà ơi, CIH có nghĩa là City International Hospital. Thấy chưa? Mày đọc cái gì xe hết vậy? Ai biết? Thì quốc tế City. Trời ơi, tôi đâu có biết anh văn đâu. Tôi thấy chữ cờ nè, chữ Y nè, chữ H nè. Tôi đọc là CI hết, chữa sẽ hết đó. Hay lắm cái bệnh viện này. Đồ ơi, đồ xịn, công máy móc của Singapore, Nhật Bản. Đó, mà quan trọng là nó tọa lạc ngay Bình Tân luôn. À, này 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 nè. Hả? Bệnh viện quốc tế City nè. Tọa lạc tại khu y tế kỹ thuật cao. Đúng rồi. Hoa Lâm, Sài Gòn, Việt Nam. Với phương chấm nè. Phương chấm gì? Tất cả vì người bệnh. Đó. Nói nghe nè, bữa vợ chồng con cái em vô, chồng xếp hàng chụp toàn thay hết rồi. Cái gì? Chụp toàn thân cái gì toàn thay, mày nói thì ghê. Tại cái này nó toàn thân là chứ chụp hình bình thường, còn này nó scan đâu trong người mình luôn. Vậy hả? Bệnh gì là lòi ra hết, máy móc hiện đại như là bên nước Mỹ của anh đó. Vậy hả? Ngon. Ê. Hả? Cái gia đình mày đi chụp chắc đỡ tốn tiền lắm á. Sao vậy? Bị vợ chồng mày mỗi đứa có thứ mốt mà nằm chồng với nhau chụp một lúc. Được chụp kia 2-3 lần. Tù lao cho nội, chụp xịn lắm. Người chụp 8-5 tấm ở trên lầu rồi gia đình em trong sạch. Kiểu như không ai có bị bệnh gì hết trơn, ngon lắm. Em dẫn anh hai tới đó, chỗ đó giờ ngon lắm. Thôi nổi tiếng. Nhưng mà tao hỏi nè. Gì? Cái bệnh viện này có chắc không? Chắc. Cái này á là tôi nói chắc hoài là nó nghe nó là chắc. Singapore và Nhật Bản. Cái gì? Chắc chứ sao không chắc? Đó. Đấy là một cái bệnh viện rất là chu đáo, an toàn. Vì vừa rồi tôi có qua đấy, tôi kiểm tra ung thư vú rất là tốt. Chào chị. Ừ. Chào chị. Dạ. Xin lỗi chị, có phải là chị Phượng không? Dạ em là Phượng đó chị. Ồ, chị Phượng đấy à. Dạ. À, hôm qua tôi có nói chuyện với chị đấy, chị có nhớ không? Dạ có. Chị là... À, xin giới thiệu với chị. Dạ. Tôi là Bạch Tuyết. À, Bạch Tuyết. Ừ. Bảy chú lùn đâu? Vậy người ta phụ nữ nói vậy người ta buồn kỳ cục quá. Bà lùn vậy đâu cần chú lùn chi nữa. Trời ơi, cái gì mà mới vừa vào bị dập tưng vậy? Chị quá tươi về. Công nhận chị Bạch Tuyết đúng giờ dễ sợ luôn á. Thì đúng rồi, tôi là dân business mà. Dạ. Làm cái gì cũng phải đúng giờ. Tôi làm ăn đối tác với người nước ngoài nên giờ giấc rất là chính xác. Ủa chị làm gì với người nước ngoài vậy chị? Tôi buôn bán cháo lòng. Ủa sao cháo lòng mắc mớ người nước ngoài? Thực ra là cái Zetto răng nhà tôi đấy, nó có nhiều món ăn, nhưng mà cái món chủ đạo của chúng tôi đấy là món cháo lòng. Mà khách
khách phục vụ của chúng tôi đấy là du khách nước ngoài. Mà người nước ngoài thì họ đâu có biết thưởng thức ẩm thực Việt Nam đâu. Ngon hay dở họ cứ húp cái giọt thế là xong. Chúng tôi giàu nhanh chóng nhờ vì đấy. Cô nói đúng đó. Ngay cả những cái nhan sắc của phụ nữ Việt Nam họ không có biết phân biệt ai xấu ai đẹp hết trơn. Tôi có cái ông bạn người Mỹ nha, ông có bà vợ nhìn thấy ớn gì đó mà đi ra đường có nói oh you are so beautiful. Dạ đúng rồi, đàn ông nước ngoài là khen vợ luôn mỏ mà nó bỏ liền tay. Bỏ bữa nào không hay, còn đàn ông Việt Nam mình cả đời không bao giờ thấy khen mà cả đời không bao giờ dám bỏ. Ê, mày lấy Mỹ nào mày biết hay vậy? Có, em nghiên cứu vậy thôi, tại biết đàn ông Việt Nam chung thủy lắm. Nói chung là sợ bỏ chia gia tài đấy mà. Thế nãy giờ nói chuyện với chị Phượng đây tôi biết rồi, nhưng mà tôi xin lỗi, người đàn ông cứ đâm ngang đâm dọc này là ai đây? Xin hân hạnh giới thiệu với cô, tôi là Đinh Tài Phùng, Việt Kiều Mỹ. Đinh Tài Phùng nghe tưởng là Việt Kiều Đài Loan chứ. Dạ, Việt Kiều Mỹ chị, dạ mời chị ngồi. Dạ, dạ cái tên thôi chị. Em trân trọng giới thiệu với chị, đây là anh hai của em, Việt Kiều Mỹ. Anh hai của cô ạ? Dạ. Mới nghe qua tôi cứ tưởng là, tôi tưởng là bố cô đấy chứ. Già quá. Dạ. Bố em mà sắp sửa làm chồng tương lai của chị á. Thực chất ra thì tôi cũng biết rồi. Dạ. Hôm qua tôi có lướt trên Facebook của cô thì có biết là giới thiệu ông anh đây là Việt Kiều Mỹ, đã chán ăn McDonald's, muốn tìm bạn gái Việt Nam ở quê nhà. Xin giới thiệu với ông anh, em là gái đẹp Việt Nam quê nhà, đã chán ăn cà pháo mắm tôm và muốn lấy chồng Mỹ. Chứng mình đẹp đôi quá. Trời ơi, chị ơi chị. Dạ, anh hai em cũng gian dở mấy lần rồi, giờ ổng sợ phụ nữ lắm rồi chị. Thực ra thì tôi cũng dở dang mấy lần rồi, tôi cũng chán đàn ông lắm rồi. Tôi chán lắm. Nhưng mà tôi thấy đàn ông mà tôi cứ như sắp sát lên, đấy là cái bản chất của tôi thôi. À, bản tính chị hả? Chứ thực ra tôi cũng không thích gì lắm, vì tôi tắt lửa lòng lâu rồi. Mà nếu sau này tôi có thích đàn ông á, thì cái gu của tôi phải là một kép trẻ. Đấy, như anh chàng đang ngồi dưới hàng thứ hai kia kìa. Ôi giời ơi, đô con bụng sáu cục vạm vỡ. Thích quá. Đấy, mặc qua lớp áo vét thì mình nhìn vẫn còn gợi cảm nữa đấy. Có như xin lỗi ông anh, cỡ ông anh đây á, hết đát rồi. Trời, vậy anh của tôi cũng không có nhu cầu. Cho nên là giờ mình chỉ cần làm giấy tờ. Dạ, để bảo lãnh đi qua nước ngoài chị. Tôi biết mà, hôm nay mình đến đây là để mình nói tiền chứ đâu phải nói tình đâu. Dạ, đúng rồi. Cô đúng là thông minh. Dạ, anh em tôi đã bàn bạc rồi. Số tiền là 60.000 đô Mỹ. Cái gì? 60.000 đô la Mỹ? 60.000. Tôi là dân business thì tôi cũng không có so đo buôn bán gì. Nhưng mà cái nào nó phải ra cái đấy. Thời buổi bây giờ nước Mỹ đâu phải là thiên đường nữa đâu mà lấy 60.000 đô la. Bây giờ từ ngày ông Donald Trump lên làm tổng thống đến giờ, người Mỹ người ta ùn ùn, người ta kéo qua Canada, người ta sống với ông Ngạn hết rồi. 60.000 đô la là hơi phi lý đấy. Cô à, cô thấy vậy chứ không có mắc đâu. Tôi đưa cô qua Mỹ là chỉ làm đầu cầu thôi. Mai mốt cô vô quốc tịch, cô sẽ đưa cả dòng cả họ cô mấy chục người qua. 60.000 đâu có mắc cô. Thì đúng rồi, nó không đắt. Nhưng mà tôi thì không muốn mang tiếng lại bị lừa. Cái đời của tôi chỉ lừa người ta thôi chứ không ai được lừa tôi nhé. Đấy, thường á, tôi biết là cái giá mà làm mà hôn thú đi Mỹ là 50.000 đô la thôi. Mà có nhiều người may mắn á, chỉ tốn có 20.000 đô la thôi đấy. Vậy? 20.000 đô la? Ừ. 20.000 chắc đi qua Bắc Hàn á. Qua Bắc Hàn bà ôm nguyên tử á bển hả? Trời, ôm bom bên đấy cho banh xác à trời. Vậy thôi, nếu chị cảm thấy 20.000 chị kiếm người khác làm đi, chứ anh em tụi tôi là coi cancel chị nha. Để tôi gọi điện cho người khác. Phượng, từ từ bình tĩnh, từ từ khoai từ nó mới nhừ. Chuyện đâu còn có đó. Bây giờ tôi chắc giá như này nhá. 50.000 đô la. Cô cứ làm tốt hết mọi việc cho tôi đi, tôi sẽ cho cô 30 triệu. Ủa sao có 30 triệu vậy? Thì lý ra là tôi bo cho cô nhiều đấy, nhưng mà tại vì lúc nãy vào đây cô bảo là tôi lùn quá, bảy chú lùn cần gì nữa. Thế tôi giận quá. Nhưng mà nói gì nói cho cái số tiền mà để phải trả cho cô đấy là cái người này chứ không phải là tôi nhá. Nhưng mà tôi để em lo cho chị chu đáo cho mà. Thì biết rồi, cô chu đáo nha. Rồi tôi sẽ trả cho cô rất là đàng hoàng nhá. Cô này đúng là một doanh nhân kinh nghiệm, quyết định mau lẹ quá. Vậy là anh đồng ý là em nhất trí nha. Anh đồng ý. Dạ, vậy là giá 50 hả chị? Thì bây giờ đồng ý rồi. Coi như là mai mốt tôi sẽ đưa tiền cho ông anh. Dạ. Chúng mình phải làm một cái bản hợp đồng hôn thú giả với nhau.
để khi mà qua Mỹ mình minh bạch, nhưng mà mình phải set up một tí là mình á, tôi về nhà ông, tôi ở chung với ông, để cho cơ quan di trú Mỹ nó khỏi nghi ngờ đấy mà. Dạ, những điều mà em muốn nói là chị nói rồi đó, chính xác đó chị. Quan trọng lắm. Nếu như mà người ta không có tin ha, là người đầu tiên bị trục xuất ra khỏi nước Mỹ là chị, còn anh của tôi thì đi tù. Cái điều đấy tôi không lo bằng cái điều khác. Điều gì nữa? Cái điều tôi lo là tôi về tôi sống chung với ông này một thời gian này, người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Một thời gian ông nhìn cái sự hấp dẫn của tôi, rồi ông mê tôi, rồi mình lại làm vợ chồng thật. Khi đấy ông phải loan là 50.000 ông trả tôi đấy. Chị ơi chị tự tin về nhan sắc của chị quá à. Nhưng mà tôi tin anh tôi mê 50.000 hơn mê chị. Em tôi nói đúng đó chị. Bà lo xa quá. Tôi chỉ sợ là bà ở bên cạnh tôi đó, lâu ngày rồi bà cầm lòng không đặn. Hả? À. Bà mê tôi thì tội nghiệp cho bà lắm. Trời ơi. Thôi rồi bà không ăn rồi, bây giờ xu thế người ta là ta mê kép nhí, kép trẻ. Tài tử Mỹ, ca sĩ là đều là lấy chồng trẻ. Đấy, bà thấy không? Cái bà mà vợ ông Tổng thống Pháp đấy, bà hơn chồng bà 24 tuổi. Trời ơi, làm sao mà lấy ông này được? Ông này là già khú, già xa khắm hết đát rồi. Dạ, vậy thôi em cũng mừng là anh chị không có yêu nhau. Mình cứ vì tiền mà làm thôi ha. Dạ, cho nên á là quan trọng như vậy nè. Hai người phải làm sao mà y như vợ chồng thiệt. Ha, phải diễn sao mà cho hay. Mà cái người mà đi phỏng vấn á, ha, cái vị hôn thê mà đi phỏng vấn mà có bầu á là đậu liền. Đó, anh của em á là Đinh Tài Phùng mà, Đinh còn ngon lành lắm. Nhìn cái tướng ổng là biết có con. Quan trọng là chị nè, còn trứng để đẻ không? Trứng tôi lạch anh hết rồi. Còn gì nữa đâu? 60 và đẻ đâu có được nữa anh. Phượng, dẹp cái vụ đó đi. Sao vậy? Tuổi này tao đâu có bế con nít nổi nữa. Sao nói? Bỏ đi. Anh, sao nói anh muốn có đứa con nói giỏi tông đường? Anh nói là phải kiếm một thằng nói Đinh Tài Phùng để có một đứa con đặt là Đinh Tài Sửu. Thôi thôi thôi, này. Không có tài xỉu, tài chi gì hết. Tôi không muốn đẻ, đẻ nó hư cái body của tôi. Trời ơi. Trời ơi, chị ơi, chị đứng còn không dẫn nữa. Cái body của chị như vậy là nó nát rồi chứ nó hư gì nữa. Ngồi xuống đi chị. Nhà cả nó phải lấy cái sáng nữa làm sao. Lấy cái phần này vô. Bây giờ em sẽ lo cho chị cho nha. Hai người là phải coi nhau như là vợ chồng thiệt á. Dẫn nhau đi Đà Lạt, Vũng Tàu, Mũi Né. Đi tới đâu là phải chụp hình tới đó. Ừ, thì chụp hình thì kêu thợ chụp hình. Tốn tiền chi chị dâu. Đừng có kêu thợ chụp hình. Mua hai cái vé cho hai vợ chồng em đi theo chụp cho. Trời ơi, cái gì vậy trời? Bảo là tốn tiền ông chụp hình, kêu hai vợ chồng chị tốn gấp đôi à? Trời ơi, nhưng mà tụi em là gia đình, có chuyện gì giả mạo tụi em đâu có xì ra ngoài. Hiểu không? Rồi hai vợ chồng đi đâu có được. Buồn lắm, không khí nó không giống gia đình. Mướn ba đứa con em đi theo, mua thêm ba cái vé nữa. Nó chạy tung tăng xung quanh, trời ơi, chụp hình lên là người ta tính liền. Trời, đến 5 người luôn. Dạ. Mà thôi được rồi, vì cái thẻ xanh tôi làm hết. Mà miễn quan trọng nha, là được rồi. Miễn là chị ăn ở nhà hàng nào, chị ở cái nhà hàng nào là em phải ở đó đó. Nữa hả? Dạ, ăn gì em ăn. À, bà Tuyết à, mọi cái chi phí đó là bà phải trả hết đó nha. Chứ tôi không có trả. Anh ơi, chị lo vé máy bay rồi, chị thôi anh trả tiền ăn đi. Mày không có hiểu gì hết. Khi một người đàn ông đi với một người đàn bà ăn chung với nhau, nếu người đàn ông trả tiền thì ai cũng biết đó chính là tình nhân. Mà khi người đàn bà trả tiền thì người ta cũng biết đó là vợ chồng. Hiểu chưa? Wow. Chị vậy thôi, vì cái thẻ xanh nha chị trả tiền luôn nha. Rồi, tôi biết, tôi trả luôn. Dạ. Tôi lo. Nhưng luôn bây giờ tập đi, hai người tập như vợ chồng đi. Tập cái gì? Sao ngồi xa lánh, ngồi sát vô nhau coi. Lỡ người ta tới đó, người ta phỏng vấn là hai người phải ngồi sát vô coi. Ngồi giống vợ chồng coi. Trời, đây dạ, vợ chồng của anh chị hai em. Ngồi như ông địa ông thần tài vậy trời. Chuyện sao? Trời ơi, ngồi không có lãng mạn gì hết trơn. Vợ chồng gì kỳ quá à. Nắm tay nhau coi. Ba má cộng lại trên 100 tuổi rồi. Không phải tuổi teen đâu mà làm gì cái ghê vậy. Mà em yêu kiều, cầu chị đi làm nail đi nha. Móng dây tàn là tiết canh không vậy? Có gì đâu, mới nay tao vừa thọc heo giết lấy lợn xong rồi đấy, mấy móng nó dơ đấy. Chị ơi, chị làm ơn tới D&D gel á, người ta bán sơn đẹp lắm. Trời ơi, bộ móng tay thấy ghê quá nè, bây giờ nè. Quay qua nhìn nhau âu yếm, mắt chớp chớp long lanh, giống như là muốn lấy nhau vậy đó. Mỏ cong lên để hung để người ta chụp hình. Nha, em làm mặt nhạc lãng mạn cho nè. 2, 3, vô. Tè, 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 tè. Tè, 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 tè. Bỏ nhạc đi mày. Sao vậy? Cái nhạc gì mà hung mà tè 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 tè. Đúng rồi. Mày cứ tè 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 tè. Ông già từng này tuổi rồi, ông tè ra quần là hết hôn luôn á.
Đây, bây giờ làm cái gì thì làm. Hôn hít ấy, thì phải dặn trước, để trước khi hôn tôi còn đi mua thuốc nữa. Thuốc gì? Thuốc chống ói. Ở nghĩ sao tuổi này tôi đi hôn với ông già như thế, chán chết luôn. Có mua, mua nhiều nhiều một chút. Chia cho tôi phần nữa. Nữa hả? Mua dư cho em luôn nha, em thấy hai người hôn em mới ói nè. Bây giờ quan trọng là phải tập nhau như vợ chồng. Hung chưa có được, hai người mà cứng nhắc như vậy á là phải vô phòng the nằm lõa thể ra selfie. Trời ơi, trời, cái gì ghê vậy mày? Lõa thể nữa hả? Nằm xuống coi, vô phòng nằm gì, nằm cái ghế đây, nằm sát với nhau nè, nằm với nhau, nằm rồi lõa thể ra, rồi giả bộ selfie nhưng mà thật ra là em chụp hình cho sở di chú tao thấy, lõa thể ra lõa lồ, mặc áo yếm khiêu gợi lên coi, rồi rắc, đẹp quá. Trời ơi trời, cuộc đời của tôi quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Cả đời giết heo, bây giờ cuối đời ngủ nguyên con heo nọc luôn. Trời ơi, cái mặt như cái thau vậy đó ông nội. Trời ơi, heo thì còn có nốt ruồi như con ve chó vậy cha. Nhìn không có gợi cảm tí nào hết. Phượng ơi. Dạ, em đây chị. Cứu chị với Phượng ơi. Làm gì chị? Đó, chị lên Phượng ơi. Chưa có mừng ăn mừng uống gì sao mà bại liệt vậy? Trời ơi, nhìn ông tao tụt lửa không lên được luôn. Trời ơi, chết mất. Ôi, em ơi. Dạ. Trời ơi, ôi, bây giờ thì chuyện đã đành rồi, phải bằng mọi cách để mà lấy cái thẻ xanh đi Mỹ thôi. Chị về chị lo nhà hàng, nó quản lý cái nhà hàng cho chị. Chị lấy tiền qua chị đưa cho em. Dạ. Rồi em lo lắng cho chị. Dạ, để dạ. Mà chị với chồng chị đi qua Mỹ nha. Trời ơi. Chị ơi, chưa làm gì mà cho xin sụm bại quá vậy chị. Quả báo nhãn tiền nó đến nhanh quá. Giết heo chị cho lắm, bây giờ ngủ nguyên với con heo già. Trời ơi, tôi khủng khiếp quá. Trời ơi, có ai cứu tôi không? Trời ơi, quả báo đến rồi. Ôi. Gì nữa? Ôi. Đỡ anh hai vậy? Chưa có làm gì mà sao mỗi người làm thấy ghê quá vậy? Hồi nãy mới đè tao một cái rắc, đau lưng. Nè. Dạ. Mày cõi được hai người đúng không? Dạ. Bây giờ có bà. Kệ, bà này bà hôi heo một chút nhưng mà bà có tiền. Đúng rồi. Bà nói tôi hà nọc chứ bà là heo nái đó. Mày cancel cái bà thứ hai cho tao. Dạ. Chứ bà thứ hai tới là heo rừng nó chết cha tao luôn. Cancel nha. Cancel. Rồi. Dạ. Dạ em chào chị. Dạ chào em. Dạ chị có phải chị Phượng không? Dạ Phượng đây. Dạ. Em là? Dạ em là Phan Kim Liên đây. Phan Kim Liên. Dạ. Võ Tòng đâu em? Dạ Tòng nào chị? Tưởng Phan Kim Liên trong Võ Tòng sát tẩu. À, dạ đúng rồi. Tại vì hồi đó ba em ổng mê truyện Thủy Hử lắm, nên sanh em ra ổng đặt là Phan Kim Liên. Tên giống mà người không có giống đâu chị. Không có giống, đẹp quá à. Dạ em cảm ơn chị. Chị ơi chị, dạ. Hôm qua chị có nói là chị giới thiệu cho em ông Việt Kiều đưa em qua Mỹ. Dạ. Hôm nay chị cho em gặp ổng được không chị? À ông Việt Kiều đâu, ông không có về em ơi. Bậy. Cái gì vậy? Tao bẻ xương tao lại. Em, anh là Việt Kiều Mỹ, Đinh Tài Phùng đây. Trong đôi mắt anh, em là tất cả, là nguồn vui, là hạnh phúc anh giấu yêu. Em làm cái gì vậy? Ông làm em... quá, ông nhép cái giọng bằng Kiều nha, không phải giọng của ông nha. Ông xạo nha. Em bị giật mấy cái vỏ rồi, em thấy ai nhào tới em thủ dữ lắm. Ở đây á, ở Việt Nam đó, sắp sáp vô ta tưởng giật vỏ. Chị xin lỗi nha, tại ông anh chị không biết. Chị để cái vỏ anh bàn giùm em nha. Dạ, em trời ơi, bé dễ thương, bộ em mới đi làm về sao bận cao dài đẹp vậy em? Dạ không có, em từ nhà đến đây đó chị. Dạ. Bị trên Facebook chị có ghi là ông Việt Kiều đã chán ăn McDonald's, muốn tìm bạn gái ở quê nhà. Nên hôm nay em bận áo dài đặng để đem cho ảnh nét đẹp quê nhà. Trời ơi, con này bình thường tôi chết liền nha. Không sao. Đúng là hợp ý anh. Hôm nay em tới đây đúng là em cho anh mùa xuân, nụ hoa vàng mới nở, siêu đồng nào nhu nhớ. Thấy gái hát cô khô à. Xong ca hả? Xong ca hả? Năm... Nhưng mà em thấy anh á, anh ơi, ở ngoài anh trẻ. Mà sao trên Facebook ghi anh 60 tuổi?
Anh trẻ là nhờ anh dùng Tubi Skincare. Hèn gì, chứ em thấy anh chừng ngoài 30 thôi à. Xạo quá bà nội. Anh hai tôi 60 mà bà nói 30, chẳng lẽ tôi mới 13? Dạ đâu có, em nhìn chị chắc khoảng 53. Trời ơi, tôi đánh kem trộn dữ lắm mà sao nó nói tôi kỳ. Nhưng mà em nói thiệt, nè chị nhìn nè, mặt ảnh hơi xệ. Nhưng mà nếu mà chích Botox chỗ này một chút, filler chỗ này một cục, thì ảnh sẽ trẻ lại như trai 20 thôi. 20, 30 thì cũng xong hết rồi em ơi. Hả? Cái gì? Xong hết rồi hả anh? Anh có mối rồi hả? Đó. Vậy là em những mãi là người đến sau. Không, người ta tới trước, nhưng gặp anh là chỉ nói chuyện mua bán, làm giấy tờ giả để đi qua Mỹ thôi. Còn em tuy đến sau, nhưng em đối với anh mới chính là nơi tình yêu bắt đầu. À, tóc quen nhau đã bao lâu rồi, hơi đêm đêm có hai. Mày tát tao hoài cho mày. Live show hả? Bằng Kiều Minh Tuyết hả? Bạch Tuyết có 50 ngàn, Minh Tuyết không có đồng nào. Tao chưa nhận đồng nào của con mẹ nó hết. Bạch Tuyết, dẹp qua mình. Em. Dạ. Cả cuộc đời anh bị đàn bà phản bội, hôm nay mới gặp người trong mộng, Thằng Kim Liên. Anh là Tây Môn Khánh đây. Bà nội già đó, nó mê gái quên tên luôn trời. À không, ông tên Tây Môn Khánh rồi nào. À, là lộn. Anh là Đinh Tài Phùng đây. Như vậy là duyên phận đã đưa đẩy cho Phùng được gặp Liên. Là cái gì? Dạ, Liên được gặp Phùng. Trời ơi, con này nó tỉnh ghê vậy trời. Nếu em được làm vợ anh, em nguyện sẽ ở bên anh suốt đời. À đây. Cái gì? Trời ơi, nó trẻ, nó đẹp như vậy. Cái tướng của ông đi còn không nổi. Cỡ nó, ông rước về, ông mới mở ra coi hình là ông đột quỵ rồi ba. Trời ơi, nghe lời em đi. Nó qua tới Mỹ, nó lấy được cái thẻ xanh. Nó mà không bỏ anh, em làm con anh. Không. Hả? Em không sống bạc bẽo như vậy đâu. Nghe chưa? Mày lộn rồi. Em sẽ ở với anh cho tới khi nào anh chết. Đó. Ngày mai em mới lấy người khác. Gì? Đó. Không có đó gì trơn á. Thà một chút quy hoạch rồi chợt tắt. Mày gọi phone này cancel con mẹ Bạch Tuyết bởi chú lùng cho tao. Tao kẹo thiệt, nhưng mất 50 ngàn tao không tiếc. Cái gì? 50 ngàn? Ừ. 100 ngàn lần em. 50 ngàn? À. Vì em mà anh mất 50 ngàn. Ừ. Em áy náy quá. Cái gì? Mày nhìn cái gì? Cái gì? Mặt nhỏ này nó bệnh bệnh sao? Em lại anh. Mật ngọt chết rồi. Đừng có nghe lời nó. Kệ ta. Anh ơi, mà anh không phải ruồi thường đâu. Anh là ruồi trâu á anh. Kệ, ruồi trâu hay ruồi gì cũng được. Miễn là chết trong khuôn mặt là tao hạnh phúc rồi. Anh ơi. Anh em, ơi, anh ơi. Kể từ ngày hôm nay, chúng ta sẽ trở thành vợ chồng. Anh sẽ đưa em đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Mũi Né. Chúng ta sẽ đi ăn, đi chơi. Và chúng ta sẽ chụp hình. Đi tới đâu chúng ta cũng giữ biên nhận, biên lai. Để mai mốt đi phỏng vấn chúng ta có bằng chứng. Dạ, nhưng mà em nói thiệt, em có tiền. Đừng có lo, tiền anh lo hết. Qua Mỹ, em sẽ có nhà ở, có biệt thự, có Mercedes lái, có du thuyền đi tắm biển. Cái này nghe nè, cái mượn chút xíu. Không có đầy đàng hoàng. Hồi nãy từ Mỹ về Việt Nam có ghé ngang Bắc Hàn không ba? Sao vậy? Có mua trái bom nào không mà nổ dữ vậy ông nội? Ông đang ăn que phe, mắc tiền đâu mà ông mua xe hơi cho nó. Tao nói cho mày biết, một thằng đàn ông lần đầu tiên gặp cô gái đẹp, thằng nào cũng nổ hết. Trong mày hồi xưa cũng vậy, gặp mày nó nổ cho pháo Tết mới lấy mày đó. Nữa hả? Chị hiểu lầm ý em rồi. Đó, mày cứ hiểu lầm người ta không à. Sao em? Dạ. Ừ. Anh ơi. Sao? Em không cần nhà cao. Cửa rộng. Trời. Trời ơi, trời. Em chỉ cần một túp lều hạnh phúc. Đã là đủ tuổi rồi. Ổn không em? Em không cần cửa. Mẹ em đá vô cái cửa của anh rồi. Dạ, anh có sao không anh? Anh chịu được mà. Xót ruột quá. Em nói em muốn lều phải không? Em muốn mấy cái? Anh có sẵn.
Home Depot bán đầy. Dạ. Nè, bây giờ về khách sạn với anh. Mình bắt đầu honeymoon dài hạn. Đi liền em. Anh ơi, thôi mình ghé nhà em đi. À cũng được, đỡ tốn tiền. Dạ đâu có, em lấy ít đồ đạc đi với anh chứ. Tánh anh đơn giản lắm, ngủ với anh khổ cần mặc đồ. Sao khóc vậy, cảm động quá hả? Dạ không có. Tự nhiên cái em gặp anh á, em nhớ ba em quá. Trời đất ơi, có duyên quá. Nó đưa anh lên cái dàn thờ luôn rồi đó. Ơi em à, bây giờ em nè, anh nói nghe nè, mình muốn đi phỏng vấn á. Dạ. Nếu mà vô đó mà hôn thê có bầu là Mỹ sẽ dễ dàng chấp nhận tôi đi lắm. Thấy chưa? Anh ơi, dễ dàng lắm. Anh làm không nổi nữa đâu, đinh anh giờ đinh cùi rồi. Nó mới quất một cái ổng chừng gãy cái đinh rồi đó. Mày im đi. Em lại anh hai ơi, 50 ngàn đi. Đúng rồi đó. Em làm ăn gì được đâu, đinh tài phồn. Anh ước ao của một thằng con trai để mà nối dõi cái dòng đinh của anh. Dạ. Anh sẽ đặt tên nó là Đinh Tài Xỉu. Anh ơi, anh là đinh xét rồi, em nghe. Mày im đi mày. Chọt chọt quá. Em, dạ, anh đã cứu vớt cuộc đời của em. Thì anh muốn sao cũng được hết. Nhưng mà em hy vọng là con em nó giống em, chứ đừng giống anh. Trời ơi, con này nó có duyên ghê trời. Phượng, qua đây chị hai biểu. Qua đi, giờ cái gì? Thời xuống cản không nổi. Đừng nói chuyện nó khoanh tay lại. Dạ, dạ chị hai. Kể từ ngày hôm nay chị là chị dâu của em. Dạ. Dù sao chị cũng cảm ơn em đã bắt nhịp cầu cho chị gặp anh Đinh Tài Phùng. Mai mốt chị qua Mỹ có thèm ăn cherry, phone cho chị yên tiếng, chị gửi về cho 3 ký ăn. Trời ơi, từ 30 mà đây còn có 3 ký. Vậy nha cưng. Dạ. Phương. Dạ. Lấy cho chị cái giỏ. Dạ giỏ nè má. Trời ơi, lên tới má luôn. Anh ơi, thôi mình đi anh. Mình đi đi em. Đi dạ. Đâu vậy? Honeymoon dài hạn. Anh ơi, đi khám bệnh trước rồi đi honeymoon anh. Dẹp mày, honeymoon trước. Anh đi honeymoon xong anh vô nhà hoàng luôn. Chà mày nói gì vậy hả? Đừng, đi khám bệnh trước đi anh. Alo. Dạ, ba hả? Con Phan Kim Liên đây. Dạ, con muốn báo cho ba một tin vui là con đã kiếm được một người chồng lý tưởng. Dạ, ảnh sẽ đưa con qua Mỹ. Dạ đâu có... Dạ, chắc ảnh lớn hơn ba chừng 10 tuổi à. Trời ơi, sao kỳ vậy? Nãy nói nó không có ba mà. Con cúp máy nha. Có gì mai mốt con qua Mỹ con có tiền con gửi về cho ba nha. Dạ, dạ, dạ. Thôi đi, nãy nói nó không có ba mà. Ủa sao em nói mồ côi từ nhỏ? Ba nuôi của em, dạ. Em ở với ba nuôi hả? Dạ đúng rồi, nhưng mà anh hỏi ba nào? Em có nhiều ba nuôi lắm. Hả? Em có nhiều có mấy ba nuôi? Dạ em có 6 ba nuôi lận. Trời ơi, 6 ba con nào nuôi nó cũng ăn hết mà 6 ba ăn lượt chắc chết. Anh là ba thứ 7 đó anh. Tôi tập trích cha mày. Không sao. Hả? Không sao, ba nuôi thôi mà. Tao cũng thứ dữ mà. Không, nó mới là thứ dữ đó anh. Dẹp mày. Anh ơi, mình đi anh ơi. Đi mình. Hai nghe lời em đi hai. Hai ơi, anh đâu có cái gì đâu hai, ngoài hai trái cherry khô hai ơi. Đập chết cha mày nha mày. Em lại anh mà, 50 ngàn theo con quỷ cái nó làm cái gì. Trời ơi, anh không phải là Đinh Tài Phùng, anh là Đinh Tài Khùng. Thương mại 5141969. Hello. Nhật báo thương mại đấy phải không? Dạ thưa cô. Vâng, tôi là thư ký của văn phòng bác sĩ Trần Cửu Vạn đây. Ông làm ơn mở giùm tôi cái trang quảng cáo của phòng mạch bác sĩ Trần Cửu Vạn ra đi. Tôi muốn sửa đổi một chút ít. Vâng. Cái phần đầu thì ông vẫn giữ nguyên như cũ nhé. Bác sĩ Trần Cửu Vạn, chuyên khoa tâm lý. Rồi chưa? Xuống hàng. Những người nhút nhát, cả nể, sợ sệt gặp bác sĩ Trần Cửu Vạn chỉ một lần
sẽ biến thành con người chết. Ấy chết, tôi đọc nhầm trang cáo phó kế bên, sẽ biến thành con người mới. Để nguyên như vậy nhé. Bây giờ ông thêm cho tôi cái hàng chữ này nè. Nhớ là in màu đỏ, đóng khung đàng hoàng cho tôi. Bảo đảm chị dứt căn bệnh sợ vợ. À, rồi chưa? Xuống hàng, thêm câu này nữa nè. Nhân mùa vu lan thí cô hồn. Bận quá đọc lộn. Nhân mùa vu lan cúng cô hồn. Ai đến khám bệnh bác sĩ Trần Cửu Vạn sẽ được tặng một chai nước mắm. Viết đúng như vậy nhá. Sai một chữ là tôi không trả tiền quảng cáo đâu nhá. Ok. Bye. Tới chữa bệnh sợ vợ phải không? Tới chữa bệnh sợ vợ phải không? Trời ơi cô ơi, cô làm ơn nói nhỏ nhỏ một chút, người ta nghe được kỳ chết. Kỳ cái gì? Sợ vợ là căn bệnh bình thường. Cái căn bệnh này nó chỉ trầm trọng khi mà ông sợ vợ người khác thôi. Không, tôi chỉ sợ vợ tôi à. Vậy thì đâu có sao. Này, tôi báo tin mừng cho ông biết nhé. Theo thống kê của Bộ Xã hội cho thấy 95% những người sợ vợ toàn là người trí thức cả. Càng văn minh bao nhiêu, càng học cao bao nhiêu, người ta lại càng sợ vợ bấy nhiêu đấy. Phải chi tôi học cao nói làm gì. Đằng này tôi, mà thôi không nói nữa đâu, đời tôi khổ lắm cô ơi. Nhìn mặt biết rồi, khỏi cần giới thiệu. À, nhưng mà ông mắc những bệnh gì kể ra tôi nghe nào. Tất cả những bệnh mà cô đăng quảng cáo tôi bị hết trơn á. Thôi được rồi, để tôi làm sẵn hồ sơ cho ông đi. Để lát nữa bác sĩ có tới thì đỡ mất thì giờ. Dạ. Chứ bị bác sĩ tính tiền giờ thì đắt lắm đấy. Đắt bao nhiêu cũng không sao, miễn trị hết bệnh cho tôi thì thôi. Chắc chắn là khỏi mà. Dạ. Họ và tên? Dạ, Từ Công Bình. Có dính gì Từ Công Phụng không? Dạ không. Tên cha? Từ Công Queo. Tên mẹ? Trần Thị Dẹo. Sao mà kỳ thế này? Gì đâu kỳ. Họ Từ làm sao mà lấy được họ Trần? Sao không được? Thế khi bà con đăng báo chia vui phải đăng làm sao? Thế chẳng nhẽ thành thật chúc mừng hai họ Từ Trần à? Thấy chưa? Trời, cô nói tôi mới để ý, hèn gì đời tôi nó thê thảm quá. Đời ông khổ là đúng rồi. Cô làm gì vậy? Chết. Trời đất ơi, chữa bệnh tâm lý đâu cần cái thuốc cậu. Này, đây là thuốc nói thật, chữa bệnh tâm lý mà. Nói xạo làm sao mà chữa được. Không có, hồi nãy giờ cô hỏi tôi toàn là nói thiệt mà không có nói xạo. Cô khỏi cần chích. Không, phải chích cho nó chắc ăn. Tôi mà chích cái mũi thuốc này vào rồi á, ông cũng muốn nói xạo xạo cũng không được nhá. Bây giờ chích hả? Còn không mau. Thôi được rồi, chích đi. Không phải ở trên này. Chứ đâu? Dưới mông. Vậy chờ chút. Ông làm gì thế? Cởi quần. Khỏi cần cởi quần. Tôi nhìn mông nhiều rồi, chán lắm. Toàn mụn không à. Thấy cái sự kim này không? Đâm xuyên qua quần là được rồi. Ôi, dưới đây đâm xuyên qua quần. Quay lại. Dạ. Ê, khoan. Cái gì nữa? Cô bảo đảm là chích không có đau không vậy? Ông yên tâm, tôi làm nghề này mấy chục năm rồi, tôi đã chích cho cả ngàn cái mông rồi. Dạ. Tôi bảo đảm với ông ấy, hễ chích ấy là phải đau. Thôi được rồi, ngồi xuống đi, trả lời giùm tôi mấy câu hỏi liên quan đến tâm lý nè. Dạ. Ây da. Ôi cô ơi, cô chích sao mà nó cắn cái gì còn không được. Chết tôi rồi. Trời ơi, có mỗi cái kim thôi cũng làm rộn chuyện. Thôi. Vậy mà bà nói bà chết kinh nghiệm. Chào bác sĩ. Gì? Chào bác sĩ ạ. Gì? Tôi không phải bác sĩ, tôi là bệnh sĩ. Không phải bác sĩ, nói mẹ ra đi để nãy giờ ta ẻo mỏi cả mười. Có nghe đâu nói. Em ơi, cho chị hỏi thăm, ở đây có phải bác sĩ này chữa bệnh sợ vợ phải không? Phải, nhưng mà chị ngồi chờ đi, tôi đang bận tiếp khách. À, không sao đâu cô, cứ tiếp cô này đi. À, tôi rảnh mà, tôi chờ được. Cứ tiếp cậu đi. Rồi, ga lăng nhỉ. Ờ, cái ông kia, làm việc phải có nguyên tắc chứ. Ông tới trước, tôi lo cho ông trước. Cái chị này tới sau ngồi chờ đi. Đấy. Em thích cái cô em này có tính nguyên tắc đấy. Ông anh đến trước, mời vào trước. Em đến sau, ngồi chờ, mời ông anh vào. Duyên dáng quá.
Thôi bây giờ ông trả lời giùm tôi mấy câu hỏi sau đây nhé. Dạ. Thứ nhất ấy, ông có máu dê không? Nhìn mặt biết rồi, phải hỏi gì nữa. À, mắt thì cứ trố ra, nước bọt thì cứ nuốt từ ngực. Hỏi có máu dê không? Dạ, có sơ sơ. Có hay không? Yes or no? Sơ sơ nghĩa là có chứ gì? Rồi rồi. Có thế à? Bệnh nhân mắc trứng hay dê? Thứ hai ấy, hồi nhỏ ngủ có đáy dầm không? Trời ơi, có hỏi gì mà kỳ quá vậy cô? Nghe là sao? Có đáy dầm không khai đi. Nha. Này, theo thống kê của cảnh sát cho biết, những đứa trẻ ngủ đáy dầm lớn lên thường trở thành kẻ sát nhân. Bởi vậy tôi muốn hỏi ông một lần nữa ấy, hồi nhỏ ngủ có đáy dầm không? Có đáy dầm không? Trả lời đi. Lâu lâu cũng có. Lúc nhỏ, lúc nào cũng đáy dầm? Đâu có. Một tuần có mấy đêm thôi. Mấy đêm là mấy đêm? 6 đêm. Thế còn một đêm nữa làm gì? Làm gì cũng phải cho nghỉ giải lao chứ cô. 6 đêm. Một tuần đái 6 đêm, vợ trôi mẹ mất rồi còn gì nữa. Ông mất trinh năm bao nhiêu tuổi? Ôi trời, mất trinh. Linh, vui lắm hả? Này nhá, không nói thật thì tôi không chữa bệnh được nhá. Tôi hỏi ông một lần nữa nhá. Ông á, gần đàn bà lần đầu tiên năm bao nhiêu tuổi? Ngoài 30. Ngoài 30 là bao nhiêu? 39. Vừa phải thôi à. Mẹ 39 nói mẹ 39 đi. Con rõ vờ giả vịt. 30 với mùng 1. Tuổi trung bình của con trai á, lần đầu tiên biết phụ nữ á, là 19. Không không nhá, 19 là quá muộn. Thế theo chị á, mà con trai mà nó biết này biết nọ con gái á, là 15. Ôi. Chồng chị nó biết chị năm 14 tuổi. Còn bà? Em hả? Để có em biết dai năm... Thôi, xấu hổ lắm. Nhưng mà ông chờ tới 39 tuổi mới gần đàn bà. Tức là trường hợp hiếm có đấy. Thế kỷ này chắc chỉ có mình ông thôi. Hèn gì á, nhìn mặt ông khờ là đúng rồi. Cái mặt này lấy được vợ là may lắm rồi. 39 tuổi là... quá sớm ấy, tưởng phải nằm chơi xơi nước suốt đời. Nhiều chuyện muốn nói lắm hả? Nhường cho cô đó. Ông An tốt nhỉ. Ông An, chờ em tí đi, em vào em hỏi chuyện xong lát nữa chỉ cho phương thuốc chữa bệnh đái dầm. Chị tới phòng mạch có chuyện gì? Này, bác sĩ ở đây chữa bệnh sợ vợ phải không em? Phải, nhưng mà chị hỏi cho ai? Còn hỏi cho ai nữa? Chị muốn biết chồng chị nó có đến đây chữa bệnh sợ vợ không? Thế chồng chị tên gì? Hồ Hà Hớn. Tên nghe giang hồ dữ. Tên nghe ngon lành vậy chứ ngoan lắm em ạ. Em bảo gì cũng nghe, cho ăn mới được ăn nhé, ngủ mới được ngủ nhé. Thậm chí đang đêm bỏ dậy làm việc cũng ok. Trời ơi, dễ dãi ghê. Hồ Sơn Hương, Hồ Than Thở, Hồ Hoàng Kiếm. Ở đây không ai tên là Hồ Hào Hớn cả. Thế là chồng em nó may rồi, nó chưa đến giờ tận mạng của nó. Chứ nó mà vác cái xác nó đến đây chữa bệnh sợ vợ hả? Thì chẳng những bà sẽ bẻ cổ nó như là bẻ cổ con gà. Mình chứ không phải gà. Đừng có bẻ lộn phải. Thôi rồi, xin lỗi nha. Nhìn mặt anh em cứ nghĩ là chồng em không? Em ơi, ôi giời, nhìn chị chắc tưởng chị dữ lắm phải không? Chị không có dữ đâu em ạ. À, chị hiền lắm, nhưng mà tại cái nghề của chị á, suốt ngày phải đấm phải đá, cho nên ai nhìn vào cũng tưởng là chị dữ. Chị hiền lắm em ạ. À, chị ăn chay trường đấy. Vô Phật. Thế chị làm nghề gì mà phải đấm đá? Cai tù à? Không, chị nuôi trẻ mồ côi. Hú hồn, trẻ mồ côi gà nào gặp bà này chắc chết. Không có đâu, em hiền lắm. Thôi nhá, chị chào em, chị về nhá. Rồi, chị tưởng có mình chị đẹp thôi mà em cũng đẹp đáo để nhỉ. Cảm ơn. Thôi chào em nhé. Chào ông anh em về nhé.
Khoan, Hồ phu nhân xin dừng bước. Hồi nãy tôi nghe bà nói bà có cái phương pháp trị đáy dầm có thiệt không vậy? À, muốn trị cái phương thuốc trị bệnh đáy dầm á hả? Nó nhỏ nhỏ vậy. Dễ lắm, thế này nhá, nếu mà muốn trị bệnh đáy dầm ông anh cứ bắt bằng được cho con cà trớn cái. Hả? Con gì? Chết bỏ mẹ tự nhiên sao nói mình ra thế này. Không, con quên. Thế này nhá, ông anh bắt bằng được con cà cuống cái nhá. À. Lấy cái que chọc sâu vào đít nó. Trời ơi, lại vào đít nữa. Chưa, thế là đem cháy đen nhá. Ừ. Nướng con cà cuống cháy đen đi. À. Xong bỏ vào mồm, nuốt chửng. Rủi lỡ miệng nhai sao? Không sao, nuốt là chữa bệnh đái dầm. À. Còn nhai thì chữa bệnh đái đường. Nuốt là dầm. Ừ. Còn nhai là đường. Đúng. À, rồi bắt cái con. Trời sao tôi quên à, tập tôi hay quên quá. Sao bắt thôi, không sao, không quên cũng không sao. Thôi thế này nhá, chừng nào mà chồng em vắng nhà, lại nhà em chỉ tận tình cho nhá. Nhá, thôi nhá, em về nhá. Thôi bắt tay một cái nào. Ôi dồi, sao nó tê thế này nhỉ? Cho xin phát nữa. Ôi dồi, phát nữa cũng tê. Thôi, em về nhá. Nhớ đến nhà em nhé. Ngày mai chồng em làm ca đêm nhé. Trời đất ơi, chồng tên Hồ Hảo Hớn, dân giang hồ kêu mình tới cho nó quánh phù mỏ hay sao? Điên. Xin thuốc chữa bệnh xong chưa? Dạ xong rồi cô. Rồi mình tiếp tục nhé. Dạ. Ông nói ông bị đủ thứ bệnh, yêu cầu ông khai cụ thể để tôi ghi vào hồ sơ. Tôi có cái bệnh thứ nhất là mỗi lần ai mà nhờ tôi làm gì á, tôi không giờ từ chối được hết trơn á. Nhiều khi tôi bận công chuyện tôi mà người ta nhờ cái tôi bỏ hết công chuyện mình để mà tới giúp người ta. Vợ tôi la tôi hoài mà tôi không bỏ được cái bệnh đó đó. Việc nhà thì nhát, việc chú bác thì siêng. Dạ. Cái bệnh này trong tâm lý học gọi là bệnh cả nể. Dạ. Cũng may á, ông là đàn ông. Dạ. Chứ ông mà là đàn bà thì chắc chắn chữa hoang từ năm 13 tuổi. Dạ, cái bệnh nó không ghê bằng cái bệnh thứ hai. Thế à? Ai hỏi mượn tiền á, tôi cũng đưa hết trơn á, không biết từ chối. Nhiều khi trong bóp có mấy chục để dằn túi à, gặp bạn nó hỏi cái tôi móc hết ra đưa cho nó vậy đó. Cái bệnh này trong tâm lý học gọi là bệnh gì ông biết không? Phải bệnh yếu lòng không cô? Không, tiếng chuyên môn trong y khoa người ta gọi đấy là bệnh ngu. Môi cũng đúng, ai kêu gì mình cũng làm, ai hỏi mượn tiền cũng đưa, không ngu lại gì. Thư ký ơi, có bệnh nhân cô ơi. Có bệnh nhân. Cái gì thế mà cứ nhắc là Hồ Hảo Hớn. Bác sĩ đấy. Ủa, bác sĩ hả? À, bác sĩ ơi, hồ sơ của bệnh nhân mới. Anh ngồi xuống đó đi. Dạ. Tại sao anh ngồi? Dạ bác sĩ kêu. Ai nói gì anh cũng làm sao? Dạ đâu có. Vậy thì đứng lên đi. Dạ. Đó. Anh lại đứng lên theo lệnh của tôi rồi. Thế bây giờ tôi bảo anh nhảy vào đống lửa anh cũng nhảy à? Trời ơi, bác sĩ thiệt là hay. Mới gặp em lần đầu mà đã nhìn ra căn bệnh thầm kín của em. Cho em được bắt tay bác sĩ cái. Thành tâm anh gặp tôi một lần là cuộc đời anh sẽ thay đổi rồi. Dạ. Và cô Dung ơi. Dạ bác sĩ. Sáng đi làm vội có quên mang bàn ra cái bóp. Ăn sáng không có tiền trả, quê quá. Cô làm ơn cho tôi mượn 20 qua cái tiệm phở đuôi bò đó. Cô trả dùng cái bác sĩ mà ăn thiếu mang tiếng lắm. Bác sĩ ơi, sáng nay em vội quá cũng đâu có mang bóp đâu. Ờ thế à? Em đâu có tiền đâu. À, anh ơi, dạ. anh có 20 của đó không cho tôi mượn được không? Dạ 20 hả? À 20. Dạ có liền. Anh đến văn phòng lần thứ mấy à? Dạ lần đầu. À đây. Dạ. Tức là tôi với anh mới biết nhau thôi đúng không? Dạ. Thế là tôi cũng chưa biết tên anh à? Dạ. Tại sao anh cho tôi mượn tiền? Dạ tại bác sĩ hỏi mượn. Ai hỏi anh cũng đưa hay sao? Anh biết trong tâm lý y khoa trị liệu nó gọi đây là bệnh gì không? Dạ bệnh gì? Bệnh ngu. Chửi nữa, em đang khổ vì cái căn bệnh này nè, ai hỏi mượn tiền cũng đưa hết trơn cái trội á. Anh Bình à, tôi nói cho anh nghe, trên cái cuộc đời này đó, dạ. Chỉ có cha mẹ mình thôi, cha mẹ mình là người có công sanh thành dưỡng dục ra mình và nuôi mình khôn lớn. Dạ. Và vì thế mình chỉ đối xử tình cảm với cha mẹ mình thôi. Dạ. Nhưng dạ. Nếu cha mẹ mình có hỏi mượn tiền cũng dứt khoát không cho.
Cha mẹ hỏi mượn tiền cũng dứt khoát không cho. Đúng. Vì bác sĩ trả em 20. Bác sĩ đâu phải cha em đâu. Tiền bạc là tôi hay quên quá. Em nhớ kỹ đó bác sĩ ơi. Bác sĩ ơi. Cái gì cô Dung? Thôi em đi qua ngân hàng deposit mấy cái check nhá. Rồi cô đi lại ăn về nhá. Dạ vâng. Anh Bình à? Dạ. Tôi vừa gặp anh là tôi thấy anh bị hai căn bệnh. Dạ. Cái thứ nhất là ai bảo gì cũng nghe. Dạ. Cái thứ hai là ai hỏi mượn tiền cũng đưa. Bởi vì em mới tới gặp bác sĩ đây nè. Không phải. Không phải anh đến anh gặp tôi là vì hai căn bệnh đó. Mà anh đến anh gặp tôi là một cái căn bệnh nặng nề hơn. Đó là căn bệnh sợ vợ, đúng không? Thượng đế ơi, ngài đã ban cho con gặp được một thiên tài. Thiên tài Dr. Kuvan. Kuvan, Kuvan cái gì? Dạ, tiếng Mỹ là có dấu. Dạ, Kuvan xin you help me. Dạ. Tôi nói cho anh nghe. Dạ. Hai căn bệnh đó nó đều xuất phát từ một cái nguyên nhân. Dạ. Anh từ chối thì anh sợ người ta buồn. Dạ. Anh thương người ta nhưng người ta đâu có thương anh. Dạ. Anh tội nghiệp người ta nhưng mà người ta coi thường anh. Dạ. Chính vì vậy anh phải vùng lên. Anh làm một cái cuộc cách mạng, nhất là với người vợ anh, một cái người vợ mà anh vừa yêu thương vừa căm thù. Chỉ có căm thù chứ không có yêu thương. Đúng. Bữa nay em tới đây gặp bác sĩ là vì cô vợ tàn nhẫn của em đó. Vợ anh đẹp hay xấu? Dạ em cũng không nhớ. Lâu lắm rồi em đâu dám dòm mặt nó. Không biết nó đẹp hay xấu nữa. Nhưng mà bác sĩ hỏi chi vậy? Nếu mà vợ anh nó đẹp đó mà dạ, nó tàn nhẫn thì còn có thể tạm tha thứ được. Dạ. Chứ nếu mà nó xấu mà nó tàn nhẫn thì anh phải dứt khoát trừng trị nó. Trừng trị? Đúng. Nhưng mà bác sĩ ơi, nhiều lần em muốn dùng lên lắm. Mà mỗi lần em dùng lên á là ý như là có phone. Em ghi nó quá. Rồi y chang. Dạ em hả? Dạ anh đây nè. Anh đâu có đi đâu. Anh đi qua nhà băng nó trả mấy cái bill em thiếu đó. Em yên tâm cứ đi shopping đi. Chút xíu nữa anh đón con về là lao nhà hút bụi rửa chén cho. Em đừng có lo. Hả? Em cần mua gì? Mua băng. Mua băng vệ sinh hả? Cái loại mà super size overnight đó hả? Ủa sao kỳ vậy? Anh nhớ tháng rồi em xài medium light mà. À đổi hả? Được anh biết rồi. Tháng nào anh cũng mua mà anh đâu có quên được. À thôi, em ê. Cấp rồi. Hèn. Anh thấy cái hèn của một thằng nằm nó không sợ vợ chứ? Từ thuở sơ khai, hy thượng đế mới tạo dựng những con người. Cho đàn ông và đàn bà kết hôn với nhau để thành hình một cái mái ấm gia đình. Yeah. Với một cái nguyên tắc bất di bất dịch là chồng chúa vợ tôi. Nhưng rồi loài người cứ văn minh dần, học hành cho lắm ra, rồi đòi quyền bình đẳng. Mà hễ được quyền bình đẳng rồi thì đàn bà họ được đằng chân, họ lấn lên đằng đầu. Thậm chí có những thằng đàn ông hèn hạ còn để cho vợ nó đè đầu, bóp cổ một cách dã man. Em biết chưa? Dã man bác sĩ ơi. Đó là lỗi tại anh còn kêu ca gì. Dạ, bác sĩ đứng chỗ đó được rồi, bác sĩ đi chóng mặt quá. Các cụ ngày xưa đã khuyên rằng dạ, dạy con từ thuở còn thơ. Dạ. Dạy vợ từ thuở ban thơ mới về. Dạ. Anh đã không làm theo lời khuyên quý báu của các cụ. Anh Bình ạ. Dạ. Đúng ra ngay cái đêm tân hôn đó. Dạ. Khi anh đưa vợ anh vào phòng. Em làm gì bác sĩ? Lại phải đánh liền. Anh đấm cho nó phù mỏ nó lên. Tát cho nó ủng tai nó, đấm cho nó bầm tím hai con mắt lại. Cho dù là nó không có lỗi gì cả, để rồi từ đó nó sợ anh. Sau đó anh muốn làm gì thì làm. Không được bác sĩ ơi, em chưa đánh nó đánh em trước rồi. Bây giờ em sao bác sĩ, còn cách nào không? Còn có cách, tôi còn có cách. Còn hả khác? Thì... vậy là em còn có cách hả? Còn. Trời ơi em mừng. Cái gì vậy? Ủa ai nè, vợ anh à? Dạ không phải, Hà Mã Phu Nhân. Chào bà. Chào ông ạ. Bà cần tôi giúp gì? Ông là bác sĩ. Tôi là bác sĩ Trần Cửu Vạn. Bác sĩ Trần Cửu Vạn. Chính là tôi. Là anh bác sĩ đây à? Bà cần giúp gì? Xin phép bác sĩ, em muốn nói chuyện riêng với bác sĩ được không ạ? Chờ đi chứ. Anh ơi, xin phép anh một phút nha, tôi tiếp chuyện với bà này xong rồi tôi trở lại với anh nhé. Hàng chiến nó hưởng đi. Bà cần giúp gì? Xin hân hạnh được biết bác sĩ ạ. Hân hạnh ạ. Đó, nói rồi mà ăn đi. Tôi cảnh cáo ông nhé, để sau này ông khỏi phải hối hận nhé.
Hay cái thằng đàn ông nào mà bước vào đây mà khai tên là Hồ Hảo Hớn á, thì ông kiếm cách mà từ chối cho tôi. Ủa tại sao? Vì đó là chồng tôi là phu nhân của nó. Thế mà ông mà chữa bệnh sợ vợ cho nó đi, chẳng những tôi bóp cổ nó mà tôi bóp luôn cả ông nữa. Trời đất ơi, bà bóp cái gì vậy? Ghê ghê quá vậy. Nghe bóp là rung. Này, sợ cái gì? Thế từ bé đến lớn chưa ai bóp bao giờ à? Never. Thế để em dạy cho anh nhé. Hả? Để em bóp thử cho anh nhé. Này, bóp như thế này này. Đấy, chọc bà điên lên là bà bóp như này. Chọc bà càng nhiều thì bà bóp. Bà bóp xuống mà đấy, bà bỏ xuống bà đạp này nhé. Chọc bà điên bà đạp này. Bà chà, bà đạp, bà chà này nhé. Sợ. Nhìn cái mặt này mà sợ nhỉ? Anh Giai ơi, em đùa thôi. Anh Giai dễ thương lắm. Nhưng mà để em nhắc cho anh Hai nhớ nhé, là cái bệnh sợ vợ của anh Giai đó, nó đã ăn vào máu của anh Giai rồi. Nó di truyền từ đời ông cố nội anh Giai để lại, chữa không khỏi đâu. Này, để dành tiền đi, về chữa bệnh đái dầm đi. Thôi, chào anh bác sĩ, em về. À, thôi khỏi, mời bà. Trời ơi, bác sĩ mà không dám bắt tay à? Thế bắt tay anh vậy. Ê, tôi cũng dám đâu bà. Chơi này chắc ăn hơn. Ấy, ôi trời, nó lại giật á. Này, hả? Muốn xin thêm phát nữa không? Cho phát nữa. Ừ. Thì xin. Nè. Ôi trời, lại giật thêm một lần nữa. Làm sao anh quên được cái cảm giác ban đầu lưu luyến ấy? Làm sao em quên được củ loi anh? Làm thơ đó. Bà về già bà đổi nghề đánh ghen đi bà. Quên. Bà bóp gì, gì? Quên quên. Ôi dồi, cái này để dành cũng được 5 sen. Anh thấy chưa? Hung dữ như vậy cũng đi chặt lon này bán nuôi chồng à. Nhưng mà bác sĩ ơi, bà này bà nói đúng. Không lẽ là cái căn bệnh nó ăn sâu vô máu em rồi không còn cách nào chữa hay sao? Chữa được chứ. Anh tuổi gì? Dạ tuổi Tý. Tuổi Tý tức là anh cầm tên con chuột đúng không? Dạ. Mà chuột thì có nhiều loại chuột. Chuột cống, chuột đồng, chuột trù, chuột nhắt. Dạ. Anh là loại chuột nhắt. Là một loại chuột nhỏ nhất trong các loại chuột. Cho nên mỗi lần khi anh nói chuyện với vợ anh á, là anh có cái mặc cảm là anh đang đứng nói chuyện với một con mèo đúng không? Không phải con mèo mà là con sư tử. Bây giờ sao bác sĩ? Bây giờ kể từ ngày hôm nay, yeah, anh đổi đi, yeah, anh là tuổi Dần. Tuổi Dần là tuổi cọp. Cọp thiệt hay cọp giấy? Cọp thiệt chứ sao cọp giấy được à. Người Nam kêu là con cọp, yeah, người Bắc kêu là con hổ. Hổ, đó. Yeah. Anh có nhớ bài thơ của ông Thế Lữ không? Yeah. Hổ nhớ rừng, gặp một khối căm hờn trong củi sắt, ta nằm dài trong ngày tháng dần qua. Đúng. Ta gặp một khối cắm hờn trong tủ sắt. Củi. Nhà em không có củi. À, kể từ nay anh phải quên hẳn cái thân phận con chuột của anh đi. Anh là tuổi Dần, anh là con cọp, anh nhớ chưa? Dạ. À, bây giờ anh đi một cách bình thường cho tôi coi coi. Anh làm gì đó? Dạ đi, bình thường em đi vậy không à? Anh đi này chẳng khác nào như là cái dáng mà bố tôi đi xin trợ cấp thế này. Tôi đi sao? Đàn ông anh phải đi cho nó hiên ngang ra, ưỡn ngực ra phía trước. Anh coi nè. Đó. Anh thấy chưa? Thấy rồi. Đó. Rồi lâu lâu anh phải gừ lên. Anh phải gừ lên như là cái con cọp nó chuẩn bị vào mồi. Có vậy đối phương nó mới sợ. Anh coi nè. Anh gặp là bác sĩ. Đó, anh làm coi. Dạ, yeah, là con cọp mà phải không? Đúng. Anh làm gì vậy? Cọp con. Anh phải gầm bự lên cho đối phương nó sợ coi. Gầm bự. Dạ. Đó, anh làm coi. Đó. Bây giờ anh thấy người anh sao? Phương pháp này hay thiệt. Em cảm thấy bây giờ không còn sợ ai hết. Đó. Em là con cọp. Đó. Bây giờ đây, phone đây. Anh gọi phone về cho vợ anh. Anh nói thử vài tiếng cho tôi nghe. Nhưng mà anh nhớ, anh phải show cho vợ anh biết anh bây giờ là con cọp. Anh có power. Ok. Đó. Ok. Đây, dạ, gọi đi. Nhớ đó. Đang rèn. À, rồi. Alo. Power, power. Mày đó hả? Đó. Tao là thứ hai.
tao về mà cơm nước không dọn sẵn hả? Mày coi chừng nó đã phải đá đường nghe chưa? Ủa, bác sĩ rồi. Ủa, bác sĩ sao vậy? Đây là đâu quá? Hả? Nhưng mà đúng. Đó, hay. Nói chuyện với vợ là phải nói như vậy đó. Dạ, nó phải vợ em. Ủa chứ ai? Con ở. Trời ơi. Thôi chết rồi. Tôi nói. Làm lại, làm lại. Làm lại. Anh gọi về cho vợ anh lại, ok? Anh phải số anh có bầu. Anh gọi lại, gọi đúng vợ anh cho tôi. Dạ, real hả? Đúng. Alo. Mà đó hả? Tôi là chứ ai? Kể từ giờ phút này tôi không còn sợ bà nữa đâu. Lát nữa về mà giết nhà không xong đó hả? Bà coi chừng nha. Tôi đánh bà phụ mỏ nè. Đá cho bà ù tai nè. Đánh cho bầm hai con mắt nghe chưa? Rồi bà sẽ biết mặt tự. Hả? Má hả? Má qua nào má nói trước. Dạ. Con đâu có đồ đánh má bằng mặt thêm tụ tay gì đâu. Con rồi đánh vợ con. Ơ không, không có đánh ai hết. Dạ. Con đang tập kịch thiên Nga. Dạ. Dạ má ơi, con lại má. Má đừng có nói lại với vợ con nghe má. Má nói là chết con má ơi má. Con lại má. Má ơi má. Bác sĩ ơi. Má chết tôi rồi. Má, má vợ em. Chắc điều này chắc em phải trở lại cái con chuột nhắt. Làm cọp nổ xí. Thôi được rồi, đứng lên. Coi như ngày hôm nay cũng không tiến bộ lắm. Dạ. Anh trả tiền cho tôi đi, rồi ngày mai anh trả lại. Dạ, bao nhiêu vậy bác sĩ? 500. Hả? Sao mắc như vậy? Nó có mắc một chút cũng không sao. Dạ. Dạ, còn 500. Đây. Cái này XO bác sĩ. Hả? XO hả? Chai nước mắm đó. Ờ. Còn nãy giờ gà muốn khang tiếng. Uống này vô chắc lắm, tắt tiếng. Đó, anh về đi rồi ngày mai anh nhớ trả lại. Dạ. Cái bác gì? Sĩ ơi gì đây? Nguy rồi, nguy rồi. Cái gì? Vợ bác sĩ tới. Cái chỗ làm ăn mà bác tới làm gì trời? Vợ tới thì ăn nhầm cái gì? Tới thì tới chứ. Mình gặp vợ mình là phải làm. Ê ông kia, tôi không phải là vợ của ông nhá. Ông muốn quào tôi quào cho ông coi nè. À! Bác sĩ, em đi qua ngân hàng deposit mấy cái check. Em thấy bà bác sĩ chạy xe vào parking. Em vội chạy về đây báo cho bác sĩ hay nè. Thôi em đi nhá. Thôi, thôi, thôi. Chết rồi, cái chỗ làm ăn rồi. Tới đây làm cái gì mày mày, tôi chết rồi rồi. Chỗ làm ăn mà cứ... Tôi nói ông sao? Sáng ông ngủ dậy phải bỏ hết tất cả áo quần vô máy giặt, rồi rửa chén, rồi hút bụi, rồi lo nhà. Mà ông không làm gì hết trơn, ông dám đi khơi khơi là sao vậy? Em lại em đây đang có khách bệnh nhân, đang có bệnh nhân. Kệ bà nó chứ. Tôi nói ông nghe, bây giờ ông thấy tôi cưng ông quá rồi, ông lờn mặt tôi làm sao? Sáng tôi ngủ dậy nguyên một chồng chén bát đầy tới mặt tôi mà ông không rửa nữa. Quá tôi quá khổ mà. Tôi chắc chiêu từ đồng từ cắt, tôi không dám ăn xài, tôi không dám mướn người làm. Tôi để những bổn phận thiêng liêng cao cả đó cho ông làm. Vậy mà không biết thương tôi. Một giọt nước mắt tôi không dám rớt ra nữa. Bởi vì nước mắt là tiền. Nước là tiền. Mỗi lần tôi khóc lỡ mà nước mắt nước mũi có rớt ra, tôi ráng tôi nuốt vô. Tôi nuốt vô, tôi nuốt vô, tôi nuốt vô vậy nè. Vừa khóc vừa tắm hả? Vậy à, thôi em ơi, bây giờ về nha. À, bây giờ em đi shopping đi nha. À, công việc nhà để đó cho anh. Tối nay anh hứa anh thức đêm mình dọn hết cho em luôn nha. Thôi em đi đi nha, đi. Tề gia trị quốc bình thiên hạ, không làm xong chuyện nhà đừng tới chuyện hồn bạch, mệt lắm. Em ơi, anh đi học tâm lý trị liệu đã 10 năm rồi, em phải để cho anh hành nghề chứ. Ai cấm anh hành nghề? Im. Chừng nào tôi cho phép nói mày được nói. Cái bệnh sợ vợ là bệnh trời cho. Ông muốn chữa cũng không được. Nhưng mà ông ngoan cố hả? Ông muốn chữa thì cứ việc chữa. Cái thằng nào ngu á đem tới nộp tiền cho ông thì cứ nộp. Tôi lấy. Em ơi, trời ơi, anh quảng cáo là trị nhất căn bệnh sợ vợ. Mà bây giờ em nói ra như vậy bể nồi cơm hết sao? Im. Tôi giả một cái giờ. Chừng nào tôi cho nói mày được nói, ok? Ông nói sao? Ông nói là ông bể nồi cơm hả? Tôi nói thiệt, tôi là người có lương tâm nè. Tôi thiệt thà là có sao tôi nói vậy nè.
Nguyễn Ngọc Ngạn tới đây nhờ chữa bệnh cả năm trời, có thấy bớt chút nào đâu, càng ngày càng sợ vợ dữ dội nữa. Trời ơi em ơi, Nguyễn Ngọc Ngạn là thuộc về hội trưởng hội sợ vợ rồi, làm sao mà chữa được. Thôi được rồi, bây giờ như thế này, em cứ đi đi nha. Em cứ đi shopping đi, mọi việc cứ để anh lo. Honey à, em chửi anh hoài á, em cũng mệt lắm. Em chửi anh hoài, anh làm cho em chửi anh hoài em tức lắm. Mắc câu em mang tiếng là ác mồm, ác miệng, ác phụ nữa. Em khổ lắm, nhưng mà không chửi không được. Ông có giỡn mặt với tôi hoài à. Ủa, bác sĩ, sao xìu vậy chứ? Phải dùng lên đi chứ. Vùng không nổi. Làm của cách mạng đi chứ. Làm không được. Mình là con cọp mà. Gặp vợ thì mình rác. Cái gì? Cọp hả? Sợ quá à. Cái chiêu này con trai Trần Củ Dạng dạy phải không? Xưa rồi Diễm. Kiếm chiêu khác đi. Cọp hả? Cọp thiệt tôi còn bắt ở đó mà cọp giấy. Tôi không phải là cọp giấy đâu. Mà tôi là con cọp thiệt. Những bác nó kêu bằng con hổ đó. Hổ nhớ rừng, gặm một khối cắm hôm trong củi sắt. Sợ quá, củi sắt. Củi thép còn không sợ đâu mà củi sắt. Cọp hả? Sư tử nè. Cọp bằng sư tử. Lấy ngay tao. Điều này không xong, bác sĩ là mới trả tiền cho em về. Không xong rồi. Đó, em thấy chưa? Em thấy em phá công việc làm ăn của anh chưa? Cả trẻ xu nè. Ui vậy? Cảm ơn tiền ngu này nha. Bây giờ tôi đi shopping đó ha. Một chút xíu tôi về mà công chuyện nhà không xong á, đừng có trách tôi nghe chưa. Em mốt đừng có ngu nữa nha. Em cứ đi. Làm gì hôm nay ai chịu tôi ngu hết trơn trời. Bác sĩ, sao vậy? Tôi tưởng bác sĩ là chữa bệnh sợ vợ cho tôi. Ai về ông còn sợ hơn tôi nữa. Còn sao vậy? Chú phải thông cảm cho anh. Thông cảm gì? Nếu anh không phải là thằng sợ vợ đấy, thì làm sao hiểu được cái tâm trạng của những người sợ vợ mà chữa được. Nhưng mà sao bác sĩ không phải không làm con cọp gầm nữa? Nhưng bà là khủng long. Khốn nỗi là bụt nhà này nó không có thiêng. Tôi chữa cho người ta được nhưng mà tôi không thể nào tôi tự chữa cho tôi được. Nhưng mà tôi nói cho chú nghe, ở trước đám đông này đó, tôi không muốn làm lớn chuyện thôi. Chứ còn bà dám làm cái chuyện này với tôi không? Tôi cá đó. Ở nhà bà dám làm cái chuyện này với tôi à? Xin lỗi. Thì được đi. Em sao? Thì sao? Thì anh vẫn thương em bình thường. Mấy em ra đây. Lên. Gì vậy? Lẻ lên. Trời ơi. Trời ơi, cái chỗ làm ăn em bê hai bà nữa tạc ra đi làm cái gì? Kéo hà mã thôi. Đâu có làm ăn gì đâu. Kiều Linh Chí Tài hết kịch rồi, chào khán giả. Alo, Hồng hả? Ủa, không phải con Hồng, con Hoa. Ủa vậy tao đang gọi con Hồng hay con Hoa? À, con Hoa hay con Hồng? À gọi con Hồng mà nói chuyện với con Hoa. Ở nói chung là sao nguyên chậu hoa hồng tao bé chưa xuất hiện? Thì ba email nói rồi, 10 giờ sáng có mặt, tụi bay định 10 giờ đêm mới tới hả? Mày biết tánh anh mày rồi, có đời nào mà tao đúng giờ đâu. Nhưng mà hôm nay ba kêu tới đọc di chúc đưa tiền thì tao phải đúng giờ thôi. Ngu sao đi trễ, ông đổi ý sao mày? Rồi sao? Giờ ba nói rõ ràng là coi như có mặt đầy đủ ba anh em hái hoa hồng thì ba mới đọc di chúc. Tụi bay có tới hay không? Tôi tới rồi nè. Hả, tới rồi hả? Trời đất ơi. Trời. Đến lấy tiền mà cũng đi trễ. Tụi bay thiệt. Ba đâu? Đi kiếm ba mà làm như nó muốn khủng bố ba vậy. Ba đâu? Ba mới ngồi nói chuyện với tao nãy giờ ở đây. Ba nói ba ra ngân hàng chút xíu ba về liền. Gì vậy trời? Mày làm gì vậy qua? Dạ tôi bị xuyển tiền. Mới nhắc đến ngân hàng cái ba lấy hơi lên liền vậy à? Kỳ vậy đó, tôi bình thường vậy mà nhắc tới tiền là kéo cơn xuyển liền vậy đó. Trời ơi. Khổ ghê vậy đó, bệnh kỳ cục quá, để ba bơm hơi cho em thở. Trời ơi, ba ra ngân hàng vậy là ba còn nhiều tiền lắm. Tôi mừng quá. Đâu có ngờ mà kêu tới mà chia tiền cho con cái vậy. Tôi nhớ ngày xưa, ổng nói, ổng gom tiền, ổng về Việt Nam.
Trời ơi, tôi vừa mới nghe chữ gom tiền bỏ đi, cái tôi xỉu một cái cành, tôi nằm tại chỗ, tôi thở không vậy đó. Hai người rầy la ba quá trời luôn. Cái gì mày? Nhất là con này nè. Trời ơi, nghĩ sao vậy đó. Mà nó nhìn ông già, nó nói nè, trâu già mà khoái gặm cỏ non. Trời ơi, cái mặt y như con trâu. Đó, ba mà nó nói vậy, bây giờ ổng thế nào ổng cũng ghét. Ổng đâu có chia tiền cho nó nhiều, ổng chia cho tôi nhiều. Trời ơi, vui quá. Ôi, thì cũng bởi vậy. Mà sao bữa đó ông ứng bà hành đó nha. Tự nhiên cái em vừa thấy ba mang tiền về Việt Nam cho gái ăn, cái em ông ứng bà hành em nói á, mặt ba như con trâu. Mà bởi vì hôm nay biết ha, ba vẫn còn tiền cho anh em mình. Lát nữa về đây, ba về đây em sẽ quỳ dưới chân ba, em sẽ hát ba xin lỗi ba ngàn lần xin lỗi ba. Tỉnh đi mày ơi. Trời đất ơi. Trời ơi, ba hát có 5 câu mà tao nói 7 tông nhạc vậy hả? Ham hát vậy á. Úc Úc, mày ngủ thôi mày ngái mà nó còn đâm hơi nữa đó. Chứ đừng nói hát. Nhưng mà chương trình Vista tới mày đừng có thi nha chứ. Để mang nhục gia đình nha. Ê nha, qua qua. Hồi nãy mày nói tao la ba là tao không đồng ý nha mày. Tao có cằn nhằn ba thiệt. Nhưng mà má chết đi, để lại 300 ngàn tiền bảo hiểm. Ba lãnh xong ổng ôm thẳng về Việt Nam mà. Không có chia cho anh em mình đồng xu nào hết. Mày thấy không, ba tuổi già sức yếu. Tao thương ba, tao lo cho ba, tao mới cản ba chứ bộ. Bây giờ cái điều quan trọng á là ba đã đi ăn chơi vậy rồi mà vẫn còn tiền để kêu tụi mình tới đây đọc di chúc. Có nghĩa là ba rất nhiều tiền. Ê, có bao giờ ba trúng jackpot mà ba giấu ông ta? Hả? Tao cũng nghĩ như mày. Phải có chỗ có tiền vô mới được. Kìa, ba về kìa. Ba hả? Thần tài đã về. Ba về rồi hả ba? Từ nãy giờ ba về ba không báo. Để con ra ngoài kia con cổng ba vô. Lố không? Bây giờ cổng cũng đâu có mượn. Nó vẫn chơi vậy thôi chứ ba không cổng tôi chứ làm sao tôi cổng ba nổi bà. Hai đứa em sao kỳ ghê vậy? Ba đi công chuyện từ sáng tới giờ về mệt mỏi lắm. Dìu ba vô ngồi nghỉ ngơi coi. Ba vô đi ba. Vô ba, vô ngồi nghỉ ngơi ba. Ê con dìu ba vô. Ba vô đi ba, vô đi. Trời ơi, không biết bay dìu tao là tao dìu tụi bay nữa. Ba ba. Sáng giờ ba đi lo công chuyện rồi, chắc ba đâu có kịp thời gian ăn uống gì phải không ba? Con có chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba rồi. Dạ. Cái này đặc biệt không, lắm nè ba. Con không có chuẩn bị đâu đó ba. Ba ơi, con cũng chuẩn bị đồ ăn sáng cho ba nè ba. Tụi bánh con bao này bánh, ba. Bánh bao nè ba. Sao mua y chang vậy? Trời, cái bánh bao này ba thích. Ba nhớ không, ngày xưa mình nghèo, cái ba thích ăn bánh bao, mình đâu có tiền mua bánh bao ăn. Cái tối ngủ ba nằm bơ, ba kêu bánh bao, bánh bao, bánh bao, bánh bao. Giờ con tặng nguyên cái bánh bao cho ba. Đặc biệt lắm nha ba, ở trong nó có hai cái trứng đỏ chét. Ba, cái bánh bao con đặc biệt hơn. Cái size này là cái size ba thích nè ba. Trong này nha, in nguyên hình mấy nhỏ, hot girl chân dài tới nách luôn đó ba. Dạ. Còn à, cái nhân bánh bao con không có gì hết trơn á. Sao vậy? Có trái lựu đạn nó nổ banh xác hai đứa này. Tỉnh à, tỉnh rốt. Ba, ba, ba ăn đi. Để đây thôi, ba ăn nha ba. Ừ, để đi. Ăn ba cái bánh bao này mà không uống nước chắc dễ đi lắm. Có nước liền ba. Con mời ba dùng nước miếng. À? Nước miếng của chim. À. Gọi là nước yến đó ba. À, yến ha. Dạ. Ừ, cảm ơn mày con. Sao làm lố quá. Ông bưng ba đi thay tả luôn đi. Làm cái gì nó quan tâm thương ba mà không có biết lo cho ba gì hết à. Ba mệt không ba? Ừ. Đi. Ba đi suốt cả ngày mệt lắm đó ba, để con lo cho ba. Nè. Trời ơi, cái gì vậy? Trời ơi, tao chết rồi. Hả, cái gì vậy? Phổi của ba nè. Hả, sao trời vậy? Trời ông giọng mà lông phổi ông già luôn à. Ba có tuổi rồi anh làm nhẹ nhẹ ba. Dạ. Ba ơi, à, con tụi con đâu có ngờ là ngày hôm nay á, ba kêu tụi con về đọc di chúc. Ngại quá à. Thôi, ba cứ để dành tiền trong ngân hàng đi, chia cho tụi con chi. Ba, con á giữa neo tuy không giàu, nhưng mà cũng có chút tiền. Ba đó nha, ba có tiền ba cất trong ngân hàng đi. Dạ. Đừng có đưa về Việt Nam cho mấy nhỏ hot girl ăn là được rồi. À. Hai đứa em sao kỳ quá à. Ba lớn tuổi rồi, ba thích làm cái gì mình phải để cho ba làm, để ba vui. Ba đã viết di chúc rồi, cản ba làm gì? Biết gì hết. Ba, không phải là con ham tiền của ba. Ba biết đánh con mà. Nhưng mà ba suy nghĩ đi. Ba có một mình con là con trai, độc nhất vô nhị à.
Ba chết thì cũng con chôn ba chứ ai. À, tao còn sung như vậy mà mày đã tính chuyện chôn tao hay? Không phải ba à. Thời buổi bây giờ cái gì mình phải tính trước, mình cũng phải vô cầm biêu đời trước. Tao nói vậy đúng không tụi bay? Dạ đúng, dạ đúng. Ba ơi, thời buổi kinh tế khó khăn bây giờ cái gì mình cũng phải tính trước á ba. Ừ. Chết mà cũng phải tính trước để có tiền mà chôn. Ba thấy mấy người bị bệnh nan y không? Bệnh lặt lìa vậy thôi, bị họ nghèo không bao giờ họ dám chết. Ủa sao vậy? Tiền đâu có chôn đâu chết. À. Dạ, nằm thở oxy không vậy đó ba. Đúng rồi ba. Mà con nói thiệt luôn, cái này là tại ba không? Dạ. Tự nhiên không không mà cái ba kêu tụi con về đọc di chúc. Làm tụi con tưởng nó ba đau nặng, con lo gần chết luôn vậy á. Hồi nãy con chạy gấp ra nhà hoàng, con đặt luôn cho ba cái hòm rồi á. Thôi chu đáo hết sức luôn vậy đó bà. Bà chu đáo á, chu đáo. Thì đó, con quan tâm lo lắng cho ba con nè, nói cho ba nghe. Hồi nãy nhà hoàng nó có đưa cho con ba cái package ha. Đó, nghĩa là đám ma nó có ba đẳng cấp khác nhau. À. Rẻ nhất á là thiêu. À. Đừng có thiêu, nóng lắm. Trời ơi, chết ngắt rồi biết đâu nữa nóng lạnh ba. Mà thôi, đừng có thiêu ba. Sao vậy? Thiêu nhìn nghèo hèn lắm. Tự nhiên thiêu ba đó, cái bỏ vô cái lọ bị lớn vậy nè, cái mang ba ra biển rải cho cá ăn, còn gì ba nữa. Không sao đâu, có rải ba xuống cá nào cũng không dám ăn đâu. Thôi, phải đâu, cấp 1 mới là thiêu thôi, mình lên một cấp nữa nó gọi là chôn. À, mà chôn có hai loại. Loại 1 á là chôn theo cái kiểu bình dân, nhà hoàng nó gọi là low class funeral. Cái này giá phải chăng lắm ba. Lựa cái loại này đi được á. Được sao mà được ba. Trời, con cũng muốn tiết kiệm. Nhưng bà nghĩ đi, đám ma của ba là con phải làm cho nó hoành tráng, long trọng chứ đâu có sền xoan được. Hồi nãy con vô coi kỹ rồi nha. Nhà hoàng nó đưa cái hòm cho cái low class package đó ba. Trời ơi, đưa cái hòm có chút xíu vậy nè. Cái hòm như cái hộp vậy á. Cỡ hai đứa bay nằm vừa đó. Cái gì vậy? Ờ, nãy tao đặt luôn cho tụi bay rồi. Trời ơi. Ê, 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 ê. Sao ông đặt cho ông cái hòm đi ông? Ờ, ông rảnh quá. Tao quan tâm, tao lo lắng cho tụi bay còn muốn gì nữa. Mày thấy không, còn cái sai của ba. Không lẽ vậy con đặt ba vô chổng rồi để ba nằm nghiêng vậy co chân lên coi sao được. Đúng rồi, nằm co chân vậy mỏi cẳng lắm. Nó đó. Dạ. Đó, bởi vậy con mới quyết định con chọn cái loại thứ ba. Ba tướng ba bự như con gấu á. Nhét vô cái hòm bị lớn vậy nè, nhìn vô người ta tưởng ba bị ngâm rượu tai gấu rồi sao. Bởi vậy thôi yên tâm đi, con đã quyết định là con chọn cái loại thứ ba. Cái này nó gọi là deluxe package, nghĩa là đám ma hoành tráng. Đúng. Như vậy mới là xứng với tao. Đó. Tao mà không chết thì thôi. Nếu đã chết á thì phải chôn theo cái kiểu cao cấp. Dạ. Đó. Đúng rồi đó ba. Anh hai, anh sao nãy anh bậy quá à? Không sẵn ghé luôn lấy cái cuốn catalo kiểu hòm cho ba chọn kiểu. Ba ơi, bây giờ chết ta chôn nhiều loại lạ lắm ba. Không chừng ba chọn được cái kiểu mà hòm mà chôn đứng vậy nè ba. Trời ơi, chết mà ông già hiên ngang vậy nè. Gì trời, làm như ba là từ hải chết đứng là sao trời. Không có, nó tưởng ba là xác ướp Ai Cập, nó chôn đứng vậy đó. Mà ba, cái này nè con nói ba nghe. Sao? Chủ yếu quan trọng không phải là cái hòn. Nó mắc là cái chỗ chôn. Nhà hoàng nó cho mình chọn ba chỗ. Chỗ thứ nhất là chôn bên bờ suối. Chỗ thứ nhì là chôn trên nhánh cây liễu. Hả? Bây giờ chết rồi mô đen quan tài không có để dưới lòng đất mà treo toàn ten trên cành cây liễu hả? Ê, sao giống ngọa hổ tàng long vậy? Không, tao lộn. Nó nói là chôn với hàng cây liễu. Đó. Chỗ thứ ba là lên đồi nằm. Tao nói thơ mộng y hệt như đồi thông hai mồm. Thôi nhưng mà chết rồi, chôn trên đầu dưới suối chi cho nó tốn tiền. Kiếm lại cái kẹt nào chôn cũng được. Theo em nghĩ á, khi ba chết phải chôn ngay bờ suối. Sao vậy? Sao vậy? Tại vì lúc sống á, ba mình lười tắm lắm. Chôn bờ suối nước nó chảy qua người ba, người ba không có bị thúi. Được các bà, được các bà. Thôi thôi thôi, cái vụ suối đòi mình tính sao. Dạ. Nhưng mà quan trọng là cái hòm high class market mà dành cho người quý phái nằm đó ba. Đặc biệt là cái hòm nó có máy lạnh ở trong. Hòm có máy lạnh. Ủa vậy đứa nào nhiệm vụ cắm điện cho ba? Chị vậy? À đi, cắm điện cho nó mát, nó lạnh. Dù duyên quá. Mày thiệt, đấm trọt. Mà biết không, cái đặc biệt ở nhà là cái hòm ở trên cái nắp á, nó có cái sinh rút nữa. Cái lúc mà coi như bà con vô viếng thăm ba lần cuối cùng đó, cái con đứng kế bên con kéo cái rẹt, cái bà con dòm vô tiễn ba đi về nơi xa. Wow. Ô, có sinh rút hả? Đợi chút, ba đưa cái mặt qua đây. Ê, nó dặn nó làm cái sinh rút cho bự nha. Chứ cái mặt ba bự lắm mà. Sao vậy? Cái sinh rút mà nhỏ nhỏ vậy, tự nhiên tao mở ra ngó vô thấy có cái nút ruồi không, coi kỳ lắm. Được vậy. Tôi coi, theo em nghĩ á, không cần sinh rút sinh réo gì hết trơn á.
tại vì á mấy anh chị biết không, đám tang á người ta vô phải u buồn khóc lóc. Tự nhiên vừa vô kéo cái sinh rúp ra, người ta nhìn vô cái mặt ba ta nói mặt ông này chết nhìn vui quá, ta cười. Rồi đám tang hết trang nghiêm luôn, không có được. Dạ coi ba quay qua con nhìn cái trời, mặt ba nhìn hài thiệt á. Vậy cái vụ sinh rúp mình bỏ qua đi. Ừ dạ. Nhưng mà cái này phải có. Cái gì đám ma của ba là con phải có mướn băng nhạc sống đàng hoàng. Tính mướn băng nhạc nào? Thì Liberty của Thúy Nhé. Được không ba? Được. Đó con nói ba nghe ha. Cái lúc mà cái hòm của ba nha vừa chạm đất thôi là con cho giọng ca sĩ Ngọc Anh vút lên liền. Đừng bỏ anh một mình, đừng bỏ anh một mình, trời lạnh quá, trời lạnh quá, xin đừng bỏ anh bên suối. Bên suối là bên gì không? Suối là suối đó, nãy mày thích chôn ba bên suối mà. Bỏ đi, ba không thích cái loại nhạc đó. Chứ ba thích gì? Ba thích cái loại nhạc trẻ trung. Kiếm cho ba một cô chân dài ha, sexy chút xíu. Trời ơi, mời Như Loan đi. Nhưng mà với điều kiện là phải hát cái bài Đừng xa anh đêm nay, em biết không anh cần em. Trời đất ơi. Trời ơi, lúc đó ông nội nào dám gần ba. Chỉ có tụi con cần ba thôi à. Trời ơi, mê gái ơi, chết cũng không ta chết rồi còn sexy nữa, có nhìn thấy gì đâu. Thôi cái đó mình tính là ba sĩ đó, đợi coi tính sao. Sao nhưng đi. Mà cái điều này quan trọng nha ba. Cái trên cái bia mộ đó ba giàu mà, cho nên con sẽ kêu người ta khắc cho cái dòng chữ là nơi đây là nơi an nghỉ của đại gia Huỳnh Hùng Hậu. Dẹp. Sao vậy? Đời ba khổ gì hai cái chữ đại gia rồi, bỏ đi. Vậy thôi. Không khắc chữ đó, con khắc một hàng chữ duy nhất thôi. Sao? Một đi không bao giờ trở lại. Dẹp. Bộ mày còn muốn tao làm người trở về từ lòng đất hả mày? Mày nó nghĩ cái gì đâu không mà. Khắc cái câu không có ý nghĩa gì mà cũng khắc à. Ba, con khắc câu này là ý nghĩa mà ba thích liền nè. Câu gì? Ba ra đi nơi này vẫn thế. Trời ơi. Con này nó còn ác hơn con tàn nhẫn nè mày. Đây nè, nói mấy con nghe. Dạ. Trên mộ bia đó, ba chỉ muốn khắc một cái câu thơ nào cho nó thật là lãng mạn thôi. Hiểu chưa? Bởi vậy chứ có mình con trai ba là hiểu ý ba thôi à. Ba thích văn thơ lãng mạn thôi. Hồi nãy con khắc luôn hai câu lên mộ bia ba rồi. Dạ. Một đi không trở lại là con này nó viết. Đúng. Còn con viết là người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia vẫn sống nhăn. Hay, cái câu này hay. Ba hay đúng không đó? Ba hay vậy con ơi. Ba thích chưa? Hết. Con ghi vô ngang. Mai mốt chết đổi ý là không ai chịu đâu đó. Rồi, bây giờ con thấy vậy nè. Coi như con thấy cả nhà mình á là vui vẻ với cái chết của ba rồi. Trời ơi, ba ơi, tự nhiên cái nghĩ đến cái chết của ba mà được chia của nó vui. Ba đám ma của ba là vui dữ lắm á. Vui. Ba. Cái vụ mà đám ma cao cấp này của ba đó là nó tốn hết của con gần 30 ngàn. Cho nên hôm nay trong di chúc mà ba cho con dưới 30 ngàn là lỗi chết con trai ba đó nha. Hồi nãy giờ ba nói chơi các con thôi, chứ khi ba mất đi á, các con chỉ cần khắc lên cái mộ bia của ba mấy chữ ngàn thu vĩnh biệt, giống như là ba đã khắc trên mộ bia của má các con, vậy là ba mãn nguyện rồi. Đó. Thấy chưa? Thấy ba chung thủy với má chưa? Bởi vậy á, ba biết sao, không có một mình con thôi à. Con hiểu ý ba. Lúc mà ba đi về Việt Nam á hả, hai người này nè, nói hoài à, nói ba mê gái về đó thế nào, gái cũng ăn hết tiền. Một mình con đứng lên con bảo vệ ba. Con nói đúng thiệt, ba có mê gái nhưng ổng keo lắm. Không có con nào nó ăn được ổng cắt đâu. Ba thấy con binh ba không? Con này hiểu ba nè. Dạ. Trong nhà này có con nhỏ này là mình hiểu đó. Ba hiểu ba sao bằng con. Con là con hiểu ba nhất nè. Đó. Ba phải ba đi về Việt Nam ba ăn chơi rồi ba bị mắc bệnh sida, ba về đây ba chia của đúng không? Mày sao mày vô duyên quá. Nhưng mà ba ơi, nó nói cũng đúng á. Thường thường là ta chết nằm xuống rồi mới đọc di chúc. Còn đây ba đang tươi xanh vậy mà tự nhiên sao đọc di chúc vậy ba? Sao vậy ba? Tại vì ba sao vậy ba? Tại vì sao ba? Sao? Tại sao vậy ba? Sao vậy ba? Tại vì ba muốn thấy tụi con hạnh phúc. Má tụi con mất lâu rồi, chỉ còn có mình ba thôi, hiểu không? Vậy hả ba? Sao khóc vậy? Nhớ lại kỷ niệm ngày xưa má vừa mới chết, ba bỏ chị em mình về Việt Nam chơi bời. Ngày nay ba tập trung lại mọi người, ba chia của, con xúc động quá ba ơi. Khóc
giả dối ba không có giọt nước mắt nữa. Con bây giờ ba nói không chia cái là nín liền luôn á. Hở ra cái nó mít ướt vậy thôi à. Mày á, mày nghĩ sao vậy? Mày thấy không? Ba còn sung quá mà. Ba còn sống lâu với anh em tụi mình lắm. Bây giờ mà tao tính vậy nè. Ba, cái tiền mà hôm nay mà ba quyết định ba cho tụi con đó, con coi như là không mấy ba đưa cho tụi con giữ giùm thôi ha. Cái con mở một cái account, con bỏ vô hết ở trong đó. Để khi nào ba cần cái ba nói một tiếng cái con đưa lại cho ba liền. Vậy được không ba? Đúng rồi đó ba. Tụi con á, chủ yếu á là tình cảm cha con thôi, chứ tiền bạc không có quan trọng với tụi con đâu ba. Ba xúc động rồi, ba chịu rồi đó. Tình cha mắt như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước tuôn đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, ân tình đắm sâu trong tim. Cha ơi cha già dối, và con nhớ mãi những ngày tháng qua. Kỷ niệm năm nào có vai trong lòng, suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu trong tim. Còn nhớ nhớ những ngày ấy, những đêm trường cha lạnh, và cha nằm ôm con sưởi ấm đêm dài, nhẹ nhàng hôn con. Và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sạch, rách sao cho thơm. Những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu. Ủa ba khóc bà ba. Trời, hôm nay ngày vui quá sao ba khóc ba? Thôi, ba đừng có khóc. Cái mặt ba bình thường nó xấu dữ lắm. Bây giờ ba khóc nó còn xấu dữ dội hơn đó ba. Ba mình khóc mặt đâu có xấu đâu. Ba khóc chỉ thấy ghê thôi à. Ba. Sao vậy? Ủa? Sao ba xé di chúc? Sao ba đổi ý? Sao ba xé tiền của con? Dạ. Ba đổi ý ba không cho tiền tụi con nữa hả? Ba đổi ý ba. Tụi con tập sao hát. Sao vậy ba? Cực khổ lắm ba ơi. Trời, hát bè khó lắm đó ba. Các con cứ để cho ba khóc. Ba khóc thì ba rất hối hận. Hối hận cái gì ba? Từ lúc về Việt Nam, ba thấy ba rất có lỗi với các con. Ba đâu còn tiền cho các con nữa. Trời ơi. Hả? Ba không còn tiền. Vậy ba viết cái gì trong di chúc? Ba viết cái gì ba? Nợ. What did you say? Ba viết di chúc không phải là ba để tiền cho các con, mà là viết di chúc
để các con trả nợ giùm ba đó. Các con biết không, căn nhà này ba cũng đem cầm cho ngân hàng rồi, lấy hết tiền equity ra xài. Sớm muộn gì cũng bị nhà băng kéo. Ba nợ thẻ tín dụng, ba còn mượn tiền hơn 100.000 đô của một công ty tư với lãi suất cắt cổ. Nếu không thanh toán, ba sợ xã hội đen sẽ thanh toán ba đó. Ba nghe ba đổ bệnh luôn rồi. 300.000, 300.000 mà ba xài gì, ba xài dữ vậy. Bộ bây giờ hot girl nó lên giá dữ lắm hả ba? Cái trẻ Việt Nam tụi nó lừa ba. Giờ ba về đây ba lừa tụi con hả? Con không tin. Ba thử lòng tụi con thôi phải không? 300.000 mà xài cái gì mà lẹ dữ vậy? Chết. Tôi Quỳnh Hùng Hậu để lại số nợ cho con trai duy nhất. Duy nhất mình không hưởng à, mà có ác rồi. Trời ơi, chị ơi, Quỳnh Văn Hái nợ Bank of America 150.000. Hết bệnh rồi phải không? Hết bệnh rồi. Khỏe liền. Tới mày nè qua. Hàng kế tiếp. Bệnh nặng lại rồi hả chị? Quỳnh Thị Hoa, số nợ của vai dịch lon 80.000. Kêu xe cấp cứu. Thế có mày nữa Út ơi. Trời ơi, tôi cũng có phần nữa hả? Tôi là Út, chắc tôi ít nhất nè. Quỳnh Thị Hồng trả nợ cho xã hội đen, không trả sẽ bị chém liền tại chỗ. 200. Cái gì vậy ba? Sao không công bằng vậy? Nó là Út thôi mà sao nó chẳng 200 đồng ai? Cái ba thiên vị vậy sao nó có 200 đồng vậy ba? 200.000 đô la đó mấy ông bà nội. Út lộn hết. 200 hả? Vậy được á. Chấn động quá khóc hết nổi rồi. Ba nghĩ con là ai vậy? Con chỉ là một cái con thợ neo thôi. Ngày nào con cũng ngồi con vũa lẻ loi một mình mà còn không lòi ra 200 đô. Lấy đâu mà 200 ngàn mà trả nợ cho ba? Cha con ruột thịt gì mà chơi kỳ vậy trời? Cha điểu với tôi á không? Đừng bao giờ gọi tôi là con nữa nha. Nhìn mặt cha con là thấy không liên quan với nhau rồi. Người mặc trái xoan, người mặc trái dưa. Trái dưa làm ơn đừng đi tìm trái xoan nha, trái dưa. Bực quá đi lộn cửa thấy không? Cái cười này chắc đi vô nhà thương điên luôn quá. Vậy mà nãy can đảm hát chung nhóm tứ ca. Các con chớ bao giờ dối gian. Ba là không có dối gian. Ba nằm trong cái diện lừa đảo. Ba nghĩ làm sao? Ba biết tôi bị xuyển tiền mà. Nỡ lòng nào kêu về chia của. Không có của chia mà chia nợ. Ba làm ơn đừng bao giờ gọi phone và text message cho con nữa. Delete số điện thoại của con liền.
đó, tới đầu hẻm còn sống không nữa. Út ơi, kêu chị xe cấp cứu Út ơi. Đã biết Việt Nam là cái nơi nhiều cạm bẫy, bao nhiêu người về rồi tán gia bại sản, vậy mà cũng bỏ con bỏ cháu ôm tiền về Việt Nam hưởng lạc, rồi bây giờ trắng tay mới bò về đây. Ba à, ba, con nói cho ba biết, ba thiếu tiền nợ xã hội đen thì ba ráng lo kiếm tiền mà ba trả nó. Ba không có tiền trả nó, nó chém ba chết thì ba ráng mà ba chịu, cho ba chết không có chỗ chôn. Alo, chủ chạy hòm hả? À, tôi Quỳnh Văn Hải. Hồi nãy tôi đặt cái hòm 2 class á. Thôi, cancel. Cái gì? Kệ, chết thì bỏ chiếu chôn. Xin lỗi ba, hôm nay tụi con nóng bắn quá, tụi con nói về thôi, chứ tụi con thương ba nhiều lắm. Có một mình ba, con không thương không lo cho ba, còn ai lo cho ba nữa. Con chỉ có trách một điều á, sao ba không nói thiệt với tụi con ngay lúc đầu, để tụi con biết mà còn lo liệu giúp cho ba. Con xin lỗi, nhưng mà tại ba, con cái mà ba lừa tụi con vậy. Nhưng có chuyện gì thì ba cứ nói, tụi con mới giúp cho ba được chứ. Ba quay lại con ngàn lần xin lỗi ba nha ba. Mình cũng hơi quá đáng, mà cũng tại ba. Người ta chết người ta viết di chúc để tiền, ba chơi ngược ba để nợ. Thôi, các con đừng có nói nữa. Ba biết lỗi rồi. Bây giờ ba chỉ mong các con giúp đỡ ba thôi. Đó, bởi vậy anh em con đi mà cũng đâu có đành lòng đâu, cũng bàn bạc rồi cũng suy nghĩ trăn trở rồi quay lại đây nè. Bây giờ con quyết định không có trả nợ cho ba, để ba trở thành Hamlet thời gian đi, để ba sám hối tội lỗi của mình. Mày nói vậy mà nghe được hả Hồng? Dẫu gì ba cũng là ba của tụi mình. Mày để ba đi homeless ngoài đường rồi người ta nói anh em mình bất hiếu biết không? Thấy ba cũng còn khỏe mạnh sung lắm mà, để ba ra home đi bô đứng đi. Thế nào cũng có người mướn ba về khuân giác hay cắt cỏ. Trời đất ơi, con cái gì đâu mà hợp cho đã, quay trở lại nói trước quốc à.
Tình trạng mà hai người để ba vậy hả? Ta để ba cho sáo đen chém cho rồi. Cái gì vậy? Con ơi, mấy con không giúp ba là sao đen chém ba thiệt đó. Đó, chém chết thì chôn. Không có tiền chôn thì tụi con thiêu. Không có tiền thiêu nữa anh hai. Vậy? Hỏi nhà hoàng con có nhận Medicare không? Trời ơi, nói gì mà nói tệ vậy? Mày không lo được cho ba, để chị lo. Không sao đâu, có gì nằm xuống con sẽ mua cho ba cái hòm size small. Chịu khó ba nằm chật chút xíu à. Trời ơi, chết rồi mà cũng phải nằm trai nhỏ nữa sao? Khổ quá trời ơi. Ba. Ba. Tụi con. Thì con ghẹo ba đó. Con ghẹo ba mà. Quẹo ba thôi mà làm gì ba sợ gì. Trả nợ cho mà. Tụi con quyết định vô đây là phải giúp cho ba. Cái vô đây làm sao làm gì, cái không lấy vô không vậy thôi. Cả nhà bán cửa cũng phải trả nợ cho ba. Nè con nói ba nghe, bây giờ đó cái nhà này á thì mình cứ để cho nhà băng nó kéo đi. Đó, rồi cái nợ của ba đó, ba anh em tụi con có nhiều thì bỏ vô nhiều, có ít bỏ vô ít. Đó. Rồi 5-7 năm thì mình cũng trả hết cái số nợ đó. Con trả cho ba. Còn ba đó, con tính là chia ba thành 3 khúc. Mỗi đứa rỉnh khúc về nuôi mày. Trời ơi, con ơi con làm gì sao giống ngũ mã phân thây vậy con? Ý con nói đó là coi như mỗi đứa đem ba về nuôi vài tháng. Vậy được không? Vậy được đó ba. Thấy sao Út? Thằng Tuần á, đi chợ tôi với cắt cúp từng cái cúp bông để mua on sale. Mua hộp rồi ăn nửa hộp rồi trả. Giả bộ chơi vợ để tiết kiệm từng đồng bạc. Bây giờ ngồi đây trả nợ cho ba 200.000 đô. Loài con mắt con ra luôn á. Ta thử ba tính giùm con đi. Con vũa bằng tay, bằng tay chân rồi con lấy có 20 đồng à. Nè, giờ con vũa nguyên cái rạp này cũng đủ trả tiền nợ cho ba nó. Thôi, mày hùng quá. Đủ mà. Bao nhiêu đây còn tiền tiếp làm chi? Trời ơi. Trời ơi, con tính ra con sợ con giỡn nữa. Thôi, giờ con thấy vậy nè đó. Giờ ba có công lo cho tụi mình qua bên đây, tụi mình mới được như ngày hôm nay. Dạ. Thì bây giờ cái như mình lo lại trách nhiệm của tụi mình thôi. Dạ. Lại ha, ba biết không, người ta nói hả, trong gia đình nào cũng vậy, ai cũng chỉ có một cha, một mẹ thôi. Dạ. Tụi con phải ráng lo cho ba, cho mẹ chứ. Chứ đâu có bất hiếu được đâu, đúng không ba? Con cảm ơn các ba, các má. Hả? Ba mừng quá, ba nói lộn. Cái gì vậy? Ba cảm ơn các con. Bị mừng quá, thế ba con giúp ba mừng. Rồi, thôi giờ ba hứa với tụi con đi. Dạ. Ba không có về Việt Nam nữa. Dạ. Anh em tụi con là lo cái gì cũng lo cho ba hết. Dạ. Được rồi, ba hứa với các con. Dạ. Ba không về Việt Nam nữa. Dạ. Hứa chắc phải không ba? Hứa chắc mà, đừng có tin ba đi. Dạ. Dứt khoát không về. Dạ. Bị hết xíu quách rồi về sao nổi. Dạ. Trời ơi trời. Giỡn thôi.